đến giữa tháng 3, mọi công việc sửa sang và thu dọn sắp xếp căn nhà mới tại San Calixto được xem là hoàn tất. Căn nhà gồm có một phòng khách, phòng làm việc và thư viện, nhà nguyện, hai phòng ngủ, phòng cơm khi có khách, nhà bếp, phòng làm kho để đồ đạc và hai nhà tắm. Tất cả được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Các hệ thống điện, nước, ga, điện thoại, lò sưởi cũng đã được gắn vào và hoạt động tốt. Nói chung, mọi sự đều sẵn sàng để có thể vào ở được. Nhưng ngài vẫn chưa quyết định dời hẳn về nhà mới. Tôi vẫn phải đưa đón ngài đi làm việc mỗi ngày. Tôi ngạc nhiên hỏi ngài. Nhà cửa mọi sự xong xuôi đâu đó hết rồi. Sao cha chưa về ở luôn cho đỡ đi đứng lạnh lẽo? Ngài vui vẻ trả lời. Cha muốn chọn một ngày ý nghĩa để dọn vào căn nhà mới. Cũng chỉ còn mấy ngày nữa là đến lễ thánh Giuse rồi. Mình dọn vào ngày đó để phó dâng cuộc sống và căn nhà mới cho thánh cả Giuse gìn giữ luôn. Và như vậy, đúng ngày 19 tháng 3, lễ thánh Giuse là bàn thanh sạch của Đức Mẹ. Hai cha con từ giả nhà Foyer phát diệm để vào ở hẳn trong căn nhà mới tại San Calixto. Tính ra, ngài đã ở tại nhà phát diệm tất cả hai lần trong một thời gian hơn 4 năm. Lần đầu tiên đi chữa bệnh từ tháng 4 năm 1990 và về lại Việt Nam vào tháng 3 năm 1991. Và lần sau cùng từ cuối tháng 11 năm 1991 đến tháng 3 năm 1995. 4 năm với biết bao nhiêu biến cố buồn vui, nhưng chắc chắn vui nhiều hơn buồn, vì ngài luôn khám ra chuyện cười nơi những biến cố và con người ngài đã gặp trong cuộc sống. Hôm từ giã, ngài còn nhắc lại chuyện vui của bà Nhất Huy và chị Hoa, làm đức ông giám đốc và mọi người trong nhà Foyer thích thú ôm bụng cười. Câu chuyện như sau. Một buổi sáng kia, bà Nhất Huy ra đứng trước cửa để chờ gặp ông Carlo, một người Ý đã về hưu, đến giúp làm những việc lặt vặt trong nhà Foyer. Vừa thấy ông ta từ xa, bà đã gọi. Carlo, Carlo! Ông ta liền đến trước mặt của bà và nói, lẽ dĩ nhiên là bằng tiếng Ý. Buongiorno, Marcy. Chào bà Nhất, bà cần gì? Bà Nhất khua tay nói một cách mạnh mẽ. Carlo, Roger, Roger. Ông Carlo trợn mắt, lắc lắc hai bàn tay với các ngón chùm vào nhau, một điệu bộ của người Ý để tỏ vẻ thắc mắc, rồi hỏi. Ma che cosa, Roger, Roger. Nhưng Roger, Roger là cái gì? Bà chỉ tay ra mảnh vườn trước nhà và lặp lại. Roger, cho Roger. Ông Carlo lắc đầu nhún vai rồi bỏ đi. Bà lầm bầm. Hey, cái ông này thiệt là bực mình. Ta nói lấy hoa hồng Rose để nơi tượng thánh Giuse Rose trong vườn cây ngay trước nhà, mà ông ấy chẳng hiểu gì cả. Mà thật, nói kiểu của bà thì chỉ có trời mới hiểu nổi. Cha tôi vừa kể chuyện vừa nhái lại giọng nói và điều bộ của bà Nhất và ông Carlo, làm ai cũng phải phì cười, kể cả chính đương sự là bà Nhất Huy đang có mặt tại đó. Hóa ra, lúc bà nói chuyện với ông Carlo, ngài đang đứng trên sân thượng, nên chứng kiến tận mắt, không sót một chi tiết nào. Còn tính đơn sơ của chị Hoa cũng đem lại cho cha tôi một trận cười khó quên. Câu chuyện như thế này. Có một lần, chị Tổng Thanh thuộc dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm qua Roma hồi họp trúng vào mùa đông. Không may, lúc đó hệ thống nước nóng ở nhà Foyer Phát Diệm bị hỏng, phải cần nhiều ngày để sửa chữa lại
Mỗi buổi sáng, chị Hoa có nhiệm vụ nấu nước nóng đem đến phòng cha tôi. Ngài thường tắm sau thánh lễ ban sáng. Một bữa kia vừa thức dậy, Ngài đã nghe tiếng bước đi lẹp xẹp ở bên ngoài hành lang, rồi tiếng gõ cửa. Vừa mở cửa ra, Ngài đã thấy chị Hoa với xô nước nóng còn bốc khói. Chưa kịp hỏi, chị đã vui vẻ nói ngay. Dạ, thưa Đức Tổng, con đem nước nóng cho Đức Tổng tắm. Ngài ngạc nhiên hỏi. Ủa, đáng hôm nay chị đem nước nóng đến sớm hơn mọi khi rồi hả? Chị Hoa thành thật nói. Dạ, thưa Đức Tổng, bởi vì hôm nay chị Tổng con không tắm. Ngài cố nín cười, cảm ơn chị Hoa, rồi xách xô nước vào phòng. Ngài hiểu ngay xô nước nóng này dành cho chị Tổng Thanh. Nhưng hôm nay chị Tổng không dùng, nên chị Hoa đem lên cho Ngài. Vậy là đến bữa ăn sáng, Ngài thuật lại câu chuyện, hôm nay chị Tổng con không tắm cho mọi người nghe. Ai nấy đều tức cười và nhìn qua chị Thanh đang bẽn lẽn nghiêng đầu. Thói quen nghiêng đầu này của chị đã được cha tôi Thích Chí đặt thành tên chị Ba Nghiêng. Còn chị Hoa, ai cũng công nhận chị thật đơn sơ và dễ thương. Sinh hoạt đầu tiên tại căn nhà mới được đánh dấu bằng thánh lễ tạ ơn, mừng kính Thánh Giuse. Căn phòng làm nhà nguyện sáng rực một cách trang trọng, nhờ bức liễn màu vàng với bốn chữ Thanh Danh Từ Đạo màu đỏ thắm thêu nổi lên trên. Cha tôi nói mấy lời tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ đã thương chiều dắt và phó dâng tất cả cuộc sống trong căn nhà cho Thánh Giuse gìn giữ trước khi bắt đầu thánh lễ. Và hai cha con dâng thánh lễ đầu tiên trong căn nhà mới một cách sốt sắng. Trong đời mình, tôi đã may mắn được nhiều lần đồng tế với Ngài ở Giang Xá ngày xưa và gần đây tại nhà Foyer Phát Diệm. Nhưng lần này vẫn có một cái gì đó đặc biệt hơn. À, đúng rồi, lần này không có người tham dự. Sự tinh lặng tuyệt đối và bầu khí ấm cúng của các nhà nguyện xinh xắn để giúp tâm hồn mình gặp gỡ Chúa. Và tôi dâng lên Chúa lời nguyện đơn sơ, chân thành. Lạy Chúa, con lại bắt đầu một đoạn đường mới, một phần đời gắn liền với cuộc sống của cha con. Cảm ơn Chúa đã thương thu xếp mọi sự tài tình, hơn tất cả những gì con có thể cầu xin, nghĩ tưởng. Bây giờ, nguyện ước được lấp đầy, công việc, nhà cửa đâu vào đó. Nhưng con không thể nào không lo nghĩ, vì đoạn đường này quá mới mẻ đối với con. Xin Chúa giúp con chu toàn bổn phận, những việc làm không tên tuổi với yêu thương, để trang giấy mới của phần đời con còn lại luôn được đậm màu với hai chữ hy sinh. Sau phần hiệp lễ, cha tôi cung kính đặt mình Thánh Chúa vào nhà tạm. Tôi thắp ngọn đèn màu đỏ đặt bên cạnh và hai cha con quỳ lặng yên một hồi lâu trong tâm tình thờ lạy, mến yêu. Kể từ giờ phút này, Chúa hiện diện một cách cụ thể trong căn nhà này, ngày cũng như đêm. Kể từ giờ phút này, Chúa thật sự là chủ của căn nhà, là bóng mát, là lá chắn để giữ gìn bảo bọc hai cha con. Kể từ giờ phút này, Chúa là sức mạnh, là quân sư để hướng dẫn đường đi và an ủi, khích lệ khi hai cha con gặp khó khăn, nghịch cảnh, dập vùi. Tôi ngước mắt nhìn lên nhà tạm và tâm hồn tràn ngập niềm vui, hạnh phúc và an bình. Có Chúa là có tất cả. Bữa ăn tối đầu tiên ở nhà mới thật khó quên. Chỉ nấu nồi cơm và hai món ăn mà tôi loay hoay sửa soạn mất gần một tiếng đồng hồ. Tôi vừa chuẩn bị bữa ăn, vừa suy nghĩ mông lung. Thật ra trong đời, tôi cũng đã có dịp nấu cơm nhiều lần. Trong những dịp đi trại,
nhất là trại hướng đạo thời Tiểu Chúng Viện Hoàng Thiện, hay trong thời gian giúp xứ tại Cây Vông, Nha Trang. Nhưng những lần đó, mình không phải tính toán, lo nghĩ gì hết, vì đi trại có nhiều anh em cùng nấu với nhau, và ở Cây Vông, mình chỉ nấu cho riêng mình, ăn gì, ăn lúc nào, tùy mình. Có thể nói, đây là lần đầu tiên tôi nấu cơm cho một người khác ăn. Và người đó lại chính là người cha của mình, một người đang phục vụ giáo hội tại giáo triều. Vì thế, việc nấu ăn bây giờ của tôi không phải là một hobby, thú tiêu khiển hay chuyện qua đường, nhưng trở thành một bổn phận gắn liền với sức khỏe và cuộc đời của cha tôi, mà bổn phận nào cũng đòi hỏi phải có trách nhiệm kèm theo. Tôi vừa thái bó cải ra nhỏ để chuẩn bị nồi canh, vừa suy nghĩ tiếp. Nhưng trách nhiệm này của mình lại không giống trách nhiệm của một người nấu ăn trong những nhà hàng, cho dù đó là nhà hàng sang trọng, có uy tín nhất. À phải rồi, chính sự quan tâm và tình yêu thương trong bổn phận đã làm nên sự khác biệt quan trọng này. Và lập tức, tôi liên tưởng đến tình yêu cao vời của những người mẹ, người vợ, người chị khi chuẩn bị những bữa ăn cho con, cho chồng, cho mọi người trong gia đình. Tình yêu là gia vị căn bản làm cho tất cả những món ăn nấu cho người thân trở nên đậm đà hơn, ngon lành một cách ý nghĩa hơn. Như dự tính, đúng 7 giờ, cha tôi vào nhà bếp để dùng cơm chiều. Vừa mở cửa, Ngài đã khen giống như Đức Cha Các khen Ngài mỗi lần nấu cháo bồ câu ở trường Thánh Phêrô. Chà chà, thơm thiệt đó. Từ ngoài hành lang đã ngửi thấy mùi thơm rồi. Hiền nấu với chí rồi hà. Tôi vừa trở miếng đùi gà trên chảo, vừa trả lời. Dạ, món gà rô ti, món tủ của con. Ngài hỏi tiếp. Gần xong chưa? Tôi vui vẻ trả lời. Dạ, xong rồi. Chỉ cần dọn chén dĩa ra bàn là ăn thôi. Tôi xoay người đi đến mấy hộp tủ để lấy chén dĩa. Ngài đi theo và nói. Để cha dọn bàn cho. Hiền quá chừng. Để đuôi gà khỏi vì chảy đen thì uổng lắm. Tôi cười nói với Ngài. Dạ, con tắt bếp rồi. Và hai cha con cùng dọn bàn một cách vui vẻ. Bữa cơm đầu tiên trong căn nhà mới thật ấm cúng tình gia đình. Hai cha con vừa ăn vừa chuyện trò một cách thích thú. Ăn xong một miếng thịt gà, Ngài gật đầu tấm tắc khen. Đúng là thân tình. Hiền làm ra răng mà ngon dữ rồi hà. Ai bay chó rửa? Tôi khoái chí thấy Ngài ăn một cách ngon lành và trả lời. Món tụ của con mà. Mà con chỉ cho con nấu món gà rô tí này. Từ thời gia đình con ở Đà Nẵng. Sau năm 1968, mỗi lần về nghỉ ở gia đình, có giờ rảnh rỗi, con đều phụ giúp nấu ăn với mà. Mặc dù lúc đó có người giúp việc trong nhà. Rồi thời gian ở Cây Vong, khi phải tự mình nấu ăn, mẹ ngừ cũng chỉ cho con một vài món đơn giản và cách ướp thịt kiểu Hồng Kông nữa. Ngài trợn mắt và nói. Ôi cháu ơi, kinh đồ hà, cả việc lẫn tao, hèn chí mà hết ý. Tôi bật cười vì bộ mặt và kiểu nói tiếu lâm của Ngài. Thật ra, tôi cũng không biết mình nấu kiểu gì nữa. Có bao giờ đi học nấu ăn đâu mà biết. Chắc phải nói như anh chàng thanh niên tinh trí mà thỉnh thoảng tôi nhờ đến nấu giúp cho đức ông Timart, người Mỹ, khi tôi còn làm việc ở giáo xứ Garden City, Kansas. Còn nấu kiểu tàu. Chữ tàu được phát âm theo dòng miền Nam, nhưng là tào lao, nghĩa là không giống ai cả,
từ biên, từ diễn. Tuy nhiên, điều quan trọng đối với tôi bây giờ là nấu làm sao để Ngài ăn uống một cách thích thú, ngon lành và đầy đủ sức khỏe. Tôi đổi đề tài. Hôm nay cha kể chuyện chị Hoa tức cười quá. Chị thật đơn sơ như trẻ nhỏ. Có sao nói vậy? Thời buổi này, khó tìm ra được người đơn sơ giống như chị Hoa. Ngài gật đầu công nhận. Đúng như vậy, cuộc đời của chị Hoa thật giản đơn. Hầu như ngày nào, cũng như ngày nào, thánh lễ, đọc kinh, cầu nguyện, phục vụ nhà bếp, giúp ba nhất. Chị chỉ chú toàn bấy nhiêu bổn phận, mọi sự khác, chỉ để ngoài tai, mà chừng đó cũng đủ để vào nước trời rồi. Chúa đâu bắt mình phải làm những chuyện lớn lao đâu. Bổn phận là giấy vào nước trời. Cha nhớ những lần đức ông giám đốc hay chị em trong nhà xin chị Hoa làm dấu thành giả bằng tiền tàu mà chị học được nơi những du khách người Hoa đến trọ ở nhà Foyer. Không lần nào chị từ chối, và làm dấu thành giả xong thấy mọi người vui vẻ cười xòa, chị Hoa cũng sung sướng cười theo. Đơn sơ dễ thương đến thế là cùng. Cha thấy chị Hoa chẳng khác nào những em bé một khi cha mẹ biểu múa hát cho khách khứa bạn bè, liền làm ngay, không ngại ngùng mắc cỡ gì cả. Đúng là tâm hồn trẻ thơ. Ngài uống cạn ly nước, thong thả gọt trái táo để ăn trắng miệng, rồi cười cười nói tiếp. Chuyện đơn sơ của chị Hoa làm cha nhớ tới ông cầu Tiểu Lâm của cha ở Phù Cám ngày trước. Tôi thích thú hỏi ngay. Có phải ông cầu nói các chị mình thành già hạt dòng đông trinh không cha? Ngài trả lời rất Huế. Chứ còn chi nữa. Ông cầu của cha có một người chị ruột hơi ngỡ ngẩn. Cha gọi là bà cô. Bà cô này làm trước quên sau, tỉnh tinh như con nít, nên trong gia đình chẳng ai dám giao cho cô công việc gì cả. Một bữa kia, cầu của cha gặp một lính mục quen thân với gia đình. Sau khi hỏi thăm mọi người trong nhà, vị lính mục hỏi đến bà cô. Con bà chị của ông dạo này ra răng rồi, có khả hơn trước không? Ông cầu liền xoa tay và nói. Dạ thưa cha, con nói điều này không biết có lạc đạo hay không, xin cha tha cho trước. Con nghĩ chị con chắc sau này xuống lâm bồ. Vì lính một ngạc nhiên. Ủa, vì răng mà xuống lâm bồ? Ông cầu giải thích. Dạ thưa cha, chị con không đủ trí khôn để phạm tội nên không thể bị xuống hỏa ngục, nhưng cũng không đủ trí khôn để làm việc lành phước đức nên cũng không thể vào thiên đàng. Vì vậy con nghĩ chắc chị con sẽ xuống lâm bồ thôi. Vị lính mục tức cười với kiểu lý luận của ông cầu và xua tay nói. Ông này nói tao láo quá. Lâm bồ dành cho những đứa bé chết mà chưa được rửa tội. Con chi của ông lớn rồi, làm rắn mà lại xuống đó được? Ông cầu mới hỏi ngược lại. Vậy cha nói chi con sẽ đi chỗ mô? Vì lính mục bị quá, Ben đuổi ông cầu. Thôi, đi đi ông ơi, nói chuyện với ông tôi mệt quá. Và hai cha con cùng cười một cách thích thú.
Tôi nghĩ ông cậu này chắc giống cha già Pháp, lý luận khiến người khác hết đường trả lời được. Tôi đứng dậy thu dọn chén dĩa để rửa. Ngài từ đồng đến đứng một bên, cầm khăn lau khô những gì đã rửa sạch, rồi xếp vào các hộc tủ. Hai cha con vừa làm vừa nói chuyện, nên công việc qua mau một cách thoải mái, nhẹ nhàng. Tôi cẩn thận xem lại mọi sự trong nhà bếp một lần nữa, rồi tắt điện, khép cửa lại và đi ra. Ngài và tôi thong thả đi lui đi lại dọc theo hành lang từ nhà bếp lên nhà nguyện. Hành lang này dài khoảng 30 mét, rất thuận lợi để hai cha con vừa đi bộ vừa lần chuỗi sau bữa cơm tối. Hai cha con vừa đi vừa tính chương trình sinh hoạt mỗi ngày. Ngài đề nghị: Thánh lễ buổi sáng vào lúc 6:30, sau đó ăn sáng, rồi cha đi làm việc. Hiền ở nhà giúp cha trả lời thư từ qua email hoặc đánh máy các bài giảng hay đơn xin dự án, rồi lo việc nhà và chuẩn bị cơm trưa. Cha về lại nhà khoảng 1:40 vì tán sở lúc 1:30. Một tuần, ngoài 2 buổi chiều thứ ba và thứ sáu, cha phải trở lại văn phòng làm việc. Những ngày khác, Hiền giúp chở cha đi đến những nơi mời giảng hoặc hội họp trong thành phố Roma. Còn buổi tối thì cũng giống như hôm nay. Chương trình chung chung là như rửa, có gì đặc biệt mình sẽ uyển chuyển cách khác. Hiền thấy ra răng hả? Có ý kiến chứ không? Tôi vui vẻ trả lời: Dạ, con thấy chương trình như vậy cũng rõ ràng lắm rồi. Từ từ mọi sự sẽ đấu vào đỏ như cha thương nói mà. Có điều là con ngủ thẳng cẳng lắm. Nếu con ngủ quên, cha nhớ thức con dậy đó. Ngài vừa cười vừa trả lời: Điều đó thì cha biết rồi. Hôm vào cánh cha một tuyển tiên liệt, Hiền ngủ trước cha mà. Thần tình thiệt, đúng là bon đốc mia. Tôi phì cười khi nghe ngài nhắc lại câu chuyện đó. Mình vào bệnh viện để canh giữ ngài, hóa ra ngài lại thức canh mình ngủ. Và ngài chấm dứt câu chuyện: Thôi, bây giờ đọc kinh cảm ơn Đức Mẹ. Ngài lấy sâu chuỗi trong túi áo ra và làm dấu thánh giá. Hai cha con vừa đi dọc theo hành lang, vừa lần chuỗi một cách sốt sắng trong tâm tình tạ ơn, rồi vào nhà nguyện chầu mình Thánh Chúa và đọc kinh tối. Sau đó, mỗi người tự do làm những công việc riêng của mình. Cũng như thời gian ở nhà Foyer phát diệm, ngài thường dùng buổi tối để soạn bài giảng, viết các dự án giúp Việt Nam hoặc chuẩn bị những công việc của bộ và liên lạc, trả lời điện thoại khắp nơi gọi về. Còn tôi, bình thường cũng dùng giờ này để tiếp tục trả lời thư từ hoặc đánh máy bài vở cho ngài. Nhưng hôm nay, truyền hình trực tiếp chiếu trận bóng đá, tôi đành gác lại mọi việc. Chúa gọi tôi bằng trái banh và sân cỏ mà. Và cha tôi cũng biết rõ điều đó. Chuông đồng hồ báo thức reng thật lớn bên tai. Tôi giật mình thức dậy, mơ màng không biết mình đang ở đâu. À, đang ở căn nhà mới với người cha thân yêu của mình. Tôi lập tức nghĩ đến những việc phải làm.
sửa soạn bánh rượu để dâng lễ, chuẩn bị ăn sáng. Ngày trước ở trường Thánh Phêrô hay mới đây tại nhà Phaolô phát diệm, tôi không phải lo nghĩ gì cả. Cơm nước, mọi sự đều có người lo cho. Còn bây giờ tự mình phải làm hết mọi việc. Mặc dầu đây không phải là những công việc nặng nhọc, nhưng lại đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao, vì tất cả làm thành bổn phận của mình. Ý tưởng bổn phận này giúp tôi hăng hái bước chân xuống giường. Tôi vươn vai, uốn mình làm một vài động tác thể dục, rồi vào phòng tắm làm vệ sinh buổi sáng. Tôi sực nhớ lại tối hôm qua, ngài nói muốn ăn cháo trắng sáng nay. Lập tức tôi vào nhà bếp bắt nồi cháo trắng, canh lửa vừa đủ, để khi thánh lễ hoàn tất trong vòng nửa giờ, nồi cháo cũng sẵn sàng. Và thánh lễ bắt đầu cho một ngày mới thật ý nghĩa. Ngài vẫn luôn dâng lễ thật sốt sắng. Còn tôi lần này bị chia chí, chỉ vì nghĩ tới nồi cháo đang nấu, không biết có bị cháy khét không. Thánh lễ vừa xong, tôi lập tức chạy ngay vào nhà bếp. Mùi gạo thơm nấu chín quyện vào mũi một cách dễ chịu. Tôi khoan khoái thấy nồi cháo thật hoàn hảo như sở thích của ngài, cháo lỏng. Và tôi sung sướng nhìn ngài ăn một cách ngon lành. Tôi kể cho ngài nghe hôm nay tôi bị chia chí khi dâng thánh lễ cũng vì nồi cháo này. Nhưng chắc chắn lần sau không thành vấn đề nữa, vì đã có kinh nghiệm canh giờ nấu cháo. Ngài bật cười và nói, chuyện hiền vừa kể làm cha nhớ tới lần cha nấu cháo gà đến giáng sinh ở trường Thánh Phêrô. Tôi thích thú hỏi ngài, chuyện như thế nào vậy cha? Và ngài thuật lại một cách thong thả, khuôn mặt như rộn lên một niềm vui thật nhẹ nhàng. Có một lần vào đêm giáng sinh, anh em Việt Nam ở trường Thánh Phêrô tổ chức ăn chung với nhau và giao cho cha nhiệm vụ nấu cháo gà. Cha cũng đã nấu cháo gà nhiều lần nên kinh nghiệm canh chừng lửa và giờ giấc đúng lắm. Khoảng một giờ là xong. Hôm đó cha bị chia phiên giúp lễ cầm mũ giám mục cho đức cha Constantine vào trường dâng thánh lễ nửa đêm. Sẽ phải đứng ở trên cung thánh suốt cả buổi lễ. Nhưng cha nghĩ cũng không sao, vì như thường lệ, thánh lễ kéo dài chừng một tiếng là cùng. Không may, tối hôm đó, đức cha Constantine hứng thú kể chuyện giáng sinh ở Trung Hoa, nơi ngài đã từng làm việc trước đây, làm bài giảng kéo dài luôn nửa tiếng. Cha giúp lễ mà tấm trí cứ nghĩ đến nồi cháo đang nấu trong phòng mình. Nhìn xuống phía dưới, cha thấy mấy anh em Việt Nam cũng đang tỏ vẻ sốt ruột. Nhiều người nhảy mắt như muốn nhắc cha tìm cách cứu nồi cháo. Tôi chịu hết nổi, bật cười một cách khoái chí và hỏi, rồi cuối cùng cha có cứu được nồi cháo không? Ngài cũng phì cười và kể tiếp, phải tìm cách cứu chứ. Cha nghĩ nếu bây giờ đi xuống phía dưới gặp một anh em Việt Nam nào đó để giao chìa khóa phòng rồi giải thích phải xem nồi cháo như thế nào thì quá rắc rối và còn làm chia trị thêm nhiều người khác nữa. Nên cuối cùng khi bắt đầu rước lễ, cha nhờ ông cha bạn cùng giúp lễ đang đứng bên cạnh cầm dùng chiếc mũ giám mục cho cha. Rồi cha nghiêm trang chắp tay đi vào phía phòng thánh, như thế mình phải làm một việc gì khác trong phần vụ giúp lễ. Ra khỏi đó, cha chạy u một mạch về phòng, xem xét nồi cháo, tắt lửa
rửa tay cho sạch, rồi chạy về lại nhà Nguyện, kịp khi phần rước lễ vừa xong. Và cha lại nghiêm trang cầm mũ giám mục cho tới khi hết lễ. Chỉ có Chúa và mấy anh em Việt Nam biết cha đi đâu khi rước lễ. Nhưng Chúa thì dễ thương rồi, Ngài biết chắc cũng cười thôi. Tôi ôm bụng cười rũ rượi, cười chảy cả nước mắt. Cứ tưởng tượng bộ mặt lo lắng với những nháy mắt làm hiệu cho nhau của các cha sinh viên Việt Nam thời đó. Ngày trong thanh lễ đêm Giáng sinh, chỉ vì nồi cháo Revillon, tôi lại muốn cười không dứt. Và căn nhà mới sinh động hẳn với tiếng cười của hai cha con. Rồi cứ như thế, ngày lại ngày, hai cha con mỗi người một việc, tiếp tục nâng đỡ nhau trong cuộc sống. Được ở cạnh bên Ngài, tôi càng có dịp thấy rõ những đức tính siêu nhiên và nhân bản trội vượt nơi con người của Ngài. Nhưng trên hết và trước hết, Ngài là con người cầu nguyện. Tinh thần cầu nguyện ở nơi Ngài như những mắt xích, làm cho tất cả những sinh hoạt của một ngày sống liên kết lại với nhau. Có nhiều lần tôi thức dậy sớm khoảng 5 giờ sáng, thấy đèn nhà nguyện sáng trưng. Tôi tưởng chắc tối hôm qua Ngài chầu mình Thánh Chúa rồi quên tắt đèn trước khi đi ngủ. Nhưng khi đến gần, tôi khám phá ra Ngài đang cầu nguyện, nên nhẹ nhàng rút lui. Và mỗi lần ra khỏi nhà để đi bộ lên văn phòng, việc đầu tiên của Ngài là lấy sâu chuỗi ra. Ngài vừa đi vừa lần hạt. Và khi trở về nhà, tôi cũng thấy Ngài cầm sâu chuỗi trên tay, nghêu ngao hát bài thánh ca. Ngài thật sự sống những điều Ngài thường khuyên bảo chúng tôi và người khác trong những lần có dịp tâm sự, và đặc biệt qua cuốn Đường Hy Vọng. Cha tha thiết khuyên con ngoài giờ kinh, hãy cầu nguyện mỗi ngày tối thiểu 1 giờ. Nếu được 2 giờ càng tốt. Không phải là mất mát vô ích đâu. Trên quãng đường cha đi, cha đã thấy lời Thánh Teresa Avila ứng nghiệm. Ai không cầu nguyện, không cần ma quỷ lôi kéo, sẽ tự mình sa xuống hỏa ngục. Ngài là con người của yêu thương tha thứ. Nhiều đêm thật khuya, tôi vẫn còn thấy Ngài cặm cụi viết lách. Không phải để dọn bài vở cho công việc hay giảng dạy, nhưng để làm những dự án giúp người phong hoặc giúp sửa sang nhà thờ, dòng tu hay các công trình xã hội, văn hóa phát triển tại Việt Nam. Và cũng rất nhiều lần, dù mệt mỏi, Ngài cũng cố gắng đi chỗ này hay chỗ kia giảng dạy, chỉ vì nơi đó hứa giúp các dự án cho Việt Nam. Căn nhà này cũng đã mở rộng cửa đón tiếp những người đã một thời làm khổ Ngài trong thời gian Ngài mới chân ướt chân ráo vào Sài Gòn sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Chỉ vì trong trái tim Ngài không có chỗ đứng của giận hờn, trách móc, Ngài luôn xem mọi người như bạn hữu của mình. Ngài là người sống tinh thần khó nghèo triệt để, như lời cha Sevier mà Ngài đã trích lại trong cuốn Đường Hy Vọng. Nghèo trong nơi con ở, nghèo trong áo con mặc, nghèo trong thức con ăn, nghèo trong đồ con dùng, nghèo trong việc con làm. Càng ở gần Ngài, tôi càng thấy rõ điều đó qua những quần áo và đồ dùng thuộc loại 5 cha 7 mẹ của Ngài. Nhưng đối với mọi người, nhất là với những người túng thiếu, Ngài lại là người hào phóng rộng rãi. Nói cách khác, Ngài luôn giữ nguyên tắc rộng cho người, hẹp cho mình mà Ngài vẫn thường khuyên bảo. Ngài là người có tinh thần học hỏi, luôn cầu tiến để đáp ứng với những nhu cầu của thời đại và thao thức của giáo hội. Những buổi chiều rảnh rỗi, tôi thường chở Ngài đến các nhà sách để tìm mua những sách mới liên quan tới công việc
và những vấn đề thời sự. Và mỗi lần có dịp gặp gỡ những nhà chuyên môn về đạo cũng như về đời, Ngài không ngại ngùng xin họ chỉ dạy thêm. Tinh thần học hỏi nơi Ngài đi đôi với sự khiêm tốn, và tất cả nhằm mục đích là phục vụ giáo hội. Và đặc biệt, Ngài là con người của niềm vui. Những lần gặp gỡ thân tình chung quanh bàn ăn với các linh mục sinh viên, với các anh chị em đa minh, sa lê viên, nam cũng như nữ, với các chị tiểu muội, các chị dòng phao lô, các chị nhà phoi ơ phát diệm, đặc biệt với các chị dòng Bến Thánh Giá Huế, hai chị dòng Chúa Thánh Thần, và sau này với một vài nữ tu ở nhà phoi ơ phao lô thứ sáu, đến giúp dọn dẹp nhà cửa. Căn nhà này lại càng vang rộn tiếng cười, vì Ngài luôn khám phá ra chuyện vui và làm cho những người chung quanh được vui vẻ. Và những ai có dịp nói chuyện với Ngài, khi trở về đều cảm thấy bình an và vui sống hơn, vì được truyền sang niềm vui và hy vọng tràn đầy ở nơi Ngài. Nói tóm lại, càng sống gần Ngài, tôi càng khám phá ra cuộc đời Ngài là một cuốn phúc âm sống. Tư tưởng, lời nói và hành động của Ngài luôn đi chung với nhau và luôn đầy tràn tinh thần phúc âm. Vì thế, cuốn sách Đường Hy Vọng của Ngài cũng không đi ra ngoài tinh thần đó. Và tôi vui mừng chứng kiến tận mắt Ngài đang thật sự sống một cách mãnh liệt tinh thần của cuốn Đường Hy Vọng, được Ngài đúc kết thành 24 điểm trong phần sống hy vọng sau đây. Thứ nhất, con muốn thực hiện một cuộc cách mạng, canh tân thế giới. Thứ hai, con xúc tiến một chiến dịch, làm cho mọi người hạnh phúc. Thứ ba, con nắm vững một đường đi, thí mạng vì anh em. Thứ tư, con hô một khẩu hiệu, tất cả là hiệp nhất. Thứ năm, con tin một sức mạnh, thánh thể. Thứ sáu, con mang một đồng phục, nói một ngôn ngữ, bác ái. Thứ bảy, con nắm một bí quyết, cầu nguyện. Thứ tám, con giữ một nội quy, phúc âm. Thứ chín, con trung thành theo một vị lãnh đạo là Chúa Kitô và đại diện của Ngài là Đức Giáo Hoàng. Thứ mười, con có một tình yêu, mẹ Maria. Thứ mười một, con có một sự khôn ngoan, khoa học thánh giá. Thứ mười hai, con có một lý tưởng, hướng về Chúa Cha. Thứ mười ba, con chỉ có một mối lo sợ, tội lỗi. Thứ 14, con ôm ấp một ước nguyện, nước cha trị đến. Thứ 15, con chỉ thiếu một điều, dứt khoát theo Chúa. Thứ 16, con dùng một phương pháp tông đồ, tiếp xúc. Thứ 17, con chỉ có một việc quan trọng nhất, ngồi bên Chúa. Thứ 18, con chỉ có một của ăn, thánh ý Chúa Cha. Thứ 19, con chỉ có một giây phút đẹp nhất, hiện tại. Thứ 20, con chỉ có một tuyên ngôn, phúc thật tám mối. Thứ 21, con chỉ có một công việc quan trọng, bổn phận. Thứ 22, con chỉ có một cách nên thánh, ơn Chúa và ý chí con. Thứ 23, con chỉ có một phần thưởng, Thiên Chúa. Thứ 24, và cuối cùng, con chỉ có một tổ quốc, Việt Nam. Ngày xưa, ông bà ta thường nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Tôi may mắn được ở gần một ngọn đèn quá sáng,
Nhưng nhìn lại chính mình, tôi xấu hổ thấy mình vẫn còn cùa quạng trong bóng tối. Điều này đòi hỏi tôi phải tự kiểm điểm luôn, để điều chỉnh đời mình đến gần với ánh sáng của tin mừng hơn. Tôi biết đó không phải là chuyện dễ dàng. Vấp ngã là chuyện bình thường. Nhưng điều quan trọng là biết cố gắng trỗi dậy và không bao giờ mất niềm hy vọng vào Chúa, cũng như niềm hy vọng nơi chính mình. Tôi luôn nhớ đến lời khuyên bảo của Ngài. Hãy cố gắng, dù yếu đuối xa ngã. Con hãy xin Chúa thử tha và tiếp tục tiến. Trên võ đài, trong vận động trường quốc tế, các lực sĩ cũng lắm lần ngã quỵ, bị nhiều cú đấm, bị thương tích, nhưng cứ vùng dậy, cứ hy vọng, họ đã đoạt giải vô địch quốc tế. Sống bên cạnh Ngài, tôi dần dần chấp nhận được việc từ bỏ ý riêng của mình. Thời giờ công việc không còn là riêng mình nữa. Tất cả dành ưu tiên cho việc phục vụ Ngài. Chỉ cần một công việc đột xuất, bất ngờ nào đó của Ngài, mọi chương trình, dự tính của tôi đều phải gác qua một bên. Mà Ngài lại thường có những chuyện, theo kiểu nói của Ngài, dernier minute, phút cuối lắm. Tôi phải mất một thời gian tự kiểm điểm để có thể vui vẻ chấp nhận chuyện dernier minute này. Kinh nghiệm này cũng giúp cho tôi nhận ra được đời sống cộng đoàn muốn được hài hòa không phải là chuyện đơn giản. Mỗi người trong đó phải bỏ ý riêng mình để nghĩ đến lợi ích chung. Và yếu tố căn bản giúp mỗi người có thể hy sinh chính mình là sự thương yêu chân thành dành cho nhau. Yêu thương đến quên mình, như tinh thần phúc âm của Chúa đòi hỏi. Ngay cả việc ăn uống, tôi cũng phải dần dần tập theo ý của Ngài. Nấu ăn theo nhu cầu và sở thích của Ngài. Và mỗi lần Ngài mời khách đến dùng cơm tại nhà, tôi lại càng vất vả hơn. Nhưng sau đó, thấy Ngài vui vẻ hài lòng, tôi cũng quên đi mệt nhọc và cùng vui với niềm vui của Ngài. Từ đó, tôi kinh nghiệm một cách thấm thía lời Chúa nói với các tông đồ ngày xưa. Ai tiếp đón một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai tiếp đón một người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ là một chén nước lã mà thôi, vì kẻ ấy là môn đệ thầy, thì thầy bảo thật cho anh em, người đó không mất phần thưởng đâu. Và tôi cảm được phần thưởng đó không phải chỉ là một ngân khoản nào đó được gửi vào quỹ tiết kiệm dài hạn dành cho cuộc sống bất diệt sau này, nhưng còn chính là niềm vui mà mình đang tận hưởng ngay trong cuộc sống này. Ngày trước thấy mẹ làm việc nhà, và sau này hai cô em lớn vừa lo làm ăn vừa lo quán xuyến việc nhà, tôi cũng cảm phục biết ơn, nhưng chưa thể hình dung ra được việc nhà phức tạp ra sao. Có bắt tay vào việc, đụng chạm một cách cụ thể, tôi mới thấy được cái việc nhà không tên tuổi này đòi hỏi không những có tay nghề cao, tài ứng biến giỏi, trí nhớ tốt, mà cả hy sinh, kiên nhẫn và yêu thương trong đó nữa. Mỗi ngày, những công việc như chợ búa, mua sắm, nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, giữ ngăn nắp sạch sẽ, cứ xoay vòng vòng làm mình chóng mặt. Nội cái bếp thôi cũng đã có hàng chục thứ lặt vặt như tiêu, hành, ớt, tỏi, mắm, muối. Phải để ý mua sắm để bữa ăn được ngon lành. Thời kỳ mới vào tiểu chủng viện, các cha giáo tập cho biết
dâng mình mỗi khi thức dậy để cảm ơn Chúa đã ban cho một đêm bằng yên và để dâng ngày mới cho Chúa dẫn dắt. Nhưng thú thật, từ khi làm việc nhà cho Ngài, nhiều lần thức dậy, việc đầu tiên nghĩ tới là làm gì cho Ngài ăn sáng. Trưa nay nấu món ăn gì? Tối nay ăn món gì? Không lẽ ngày nào cũng cho Ngài ăn trứng luộc, gà rô ti, mì gói hay canh cải? Từ đó tôi kinh nghiệm được, chuyện bếp núc xem ra tầm thường, nhưng thật sự lại đóng một vai trò quan trọng trong gia đình. Chỉ việc thay đổi món ăn mỗi ngày để người thân khỏi bị nhàm chán cũng đáng khâm phục rồi, vì đòi hỏi nhiều sáng kiến, học hỏi kiên nhẫn và hy sinh. Có thể nói, từ khi làm việc cho Ngài, tôi bị dị ứng nấu ăn. Gặp người thân nào biết nấu ăn giỏi, tôi không ngần ngại xin chỉ giáo. Sách dạy cách nấu ăn cũng được tôi mua về nhà ngày càng nhiều. Và mỗi lần có dịp về thăm các em ở Los Angeles, California, tôi luôn trở về Roma với hai vali đầy ắp thức ăn Việt Nam. Nhưng điều đáng khích lệ là chính cha tôi cũng bị dị ứng như tôi. Những lần ăn cơm khách vì công việc hoặc đi giảng dạy đó đây nhiều nơi, nhất là cho những cộng đoàn Việt Nam, thấy món gì ngon, Ngài lại hỏi thăm cách nấu để về chỉ lại cho tôi. Và mỗi lần từ những nơi đó trở về, hành lý của Ngài lúc nào cũng cồng kềnh hơn vì thức ăn, thật dễ thương. Càng nghĩ đến kinh nghiệm dị ứng này, tôi lại càng thương mẹ, thương các em gái, thương tất cả những người mẹ, người chị âm thầm hy sinh làm việc nhà, biết tiết kiệm, tính toán để lo cơm nước ngon lành, đầy đủ cho chồng, cho con, cho mọi người thân trong gia đình. Giá trị của những công việc tầm thường này luôn phi thường, vì trong đó gói ghém một tình yêu thật lớn lao. Và tôi sực nhớ đến bài suy niệm Ngài mới giao cho tôi đánh máy lại cách đây mấy hôm. Bài này đề cao tinh thần nghèo khó của những người làm việc tầm thường. Làm những việc tầm thường với tinh thần khó nghèo. Người giàu sang thường xa xỉ. Họ không nghĩ đến việc thu lượm những gì dư thừa. Người nghèo biết tiết kiệm, biết giá trị hạt thóc là hạt vàng. Họ biết thu nhặt không phải vì mình, mà để luôn có, sẵn sàng chia sẻ với anh em. Con phải biết thu nhặt những việc tầm thường và thực hiện tốt nhất với tất cả tình thương. Vì người nghèo khó trong tinh thần không dám để mất một mảnh vụn nào. Chúa Giêsu là người nghèo. Ngài đã bảo, hãy thu nhặt lại. Tôi tự nghĩ đúng thật. Việc nhà không những giúp mình sống tinh thần yêu thương và phục vụ, tinh thần nhẫn nại và khiêm nhường, nhưng còn cả tinh thần khó nghèo nữa. Và với tâm hồn phấn khởi, tôi cố gắng tiếp tục chu toàn những việc tầm thường không tên tuổi này. Chương 2. Bổn phận. Với tinh thần yêu mến giáo hội sâu đậm, sẵn sàng hy sinh tất cả để phục vụ giáo hội, Ngài cố gắng chu toàn bổn phận được Đức Giáo Hoàng tín nhiệm giao phó ở Hội đồng Giáo Hoàng về công lý và hòa bình. Trong thời gian gần 4 năm làm phó chủ tịch của hội đồng này, từ tháng 12 năm 1994 đến tháng 6 năm 1998, Ngài đã cộng tác một cách chặt chẽ với Đức Hồng Y Chủ tịch
Roger Echegori, cùng với hai vị tổng và phó thư ký là Đức ông Diamil Martin và Giampaolo Crippaldi, để điều hành và hoạch định chương trình hoạt động nhằm cổ võ công lý, hòa bình và nhân quyền trên thế giới. Ngoài việc chu toàn bổn phận, Ngài dùng nhiều thời giờ để nghiên cứu những vấn đề quốc tế thời sự như nợ quốc tế và các quốc gia đang phát triển, vấn đề toàn cầu hóa và mậu dịch quốc tế, vấn đề nghèo đói, nhân quyền, chiến tranh và buôn bán vũ khí. Ngài không những trau dồi sự hiểu biết của mình qua sách vở, tài liệu, nhưng còn qua những người chuyên môn mà Ngài đã có dịp tiếp xúc trong những cuộc họp quốc tế. Và tôi rất sung sướng được góp phần vào công việc của Ngài. Vì mỗi lần cần tham khảo tài liệu gì, Ngài đều bảo tôi hãy giúp Ngài tìm kiếm trên những mạng website chuyên môn. Đằng khác, nhờ tiếp xúc với những vị giám mục khâm sứ đang làm việc ở các nước nghèo đói vì chiến tranh, độc tài, bóc lột, Ngài càng hiểu rõ thêm về những nỗi khổ của những người dân ở những quốc gia đó. Nhờ vậy, kiến thức của Ngài thêm phong phú nhờ những dữ kiện cụ thể. Đây cũng là thời gian giúp Ngài làm quen với cách làm việc cũng như hệ thống tổ chức, điều hành trong các văn phòng khác trực thuộc giáo triều tại Roma. Phần tôi, mặc dù trực tiếp giúp Ngài trong một thời gian khá dài, tôi vẫn không hiểu rõ nguồn gốc và hoạt động chính của hội đồng mà Ngài đang làm việc. Vì thế, lợi dụng một buổi chiều rảnh rỗi, hai cha con có dịp ngồi nói chuyện với nhau ở bên cạnh cửa sổ, nhìn xuống quảng trường San Callisto trước nhà. Tôi đã đánh bạo hỏi Ngài và được Ngài giao cho bản tóm lược về Hội đồng Giáo hoàng Công lý và Hòa bình như sau. Hội đồng Giáo hoàng Công lý và Hòa bình. Nguồn gốc: Cộng đồng Vatican II đưa ra sáng kiến thành lập một cơ quan có tính cách quốc tế với nhiệm vụ cổ võ các cộng đoàn công giáo dấn thân vào việc phát triển và xây dựng công bằng xã hội trên bình diện quốc tế. Qua hiến chế mục vụ Vui mừng và Hy vọng số 90 và Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ lục đã cụ thể hóa sáng kiến này bằng tự sắc Catholicam Christi Ecclesiam vào ngày 6 tháng Giêng năm 1967 để thiết lập Hội đồng Giáo hoàng Công lý và Hòa bình có trụ sở tại vùng Trastevere, Roma. Mục đích và phương thế. Mục đích và phương thức hoạt động của Hội đồng Công lý Hòa bình được xác định trong thông điệp Pastor Bonus, người mục tử nhân lành, bao gồm những điểm sau đây. Thứ nhất, Hội đồng Công lý Hòa bình cổ võ công bằng và hòa bình trên thế giới, dựa vào ánh sáng của phúc âm và học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo số 142. Thứ hai, Hội đồng Công lý Hòa bình giúp đào sâu học thuyết xã hội để phổ biến đại chúng và đem ra áp dụng trong hoàn cảnh cá nhân cũng như cộng đoàn, đặc biệt trong những tương quan giữa chủ nhân và thợ thuyền nhân công. Những tương quan ứng dụng này phải được tinh thần phúc âm soi chiếu. Thứ ba, Hội đồng Công lý Hòa bình gom góp và định giá nhiều loại thông tin dữ kiện khác nhau, cũng như những hiệu quả thu lượm được qua những nghiên cứu về công bằng và hòa bình, về việc phát triển các dân tộc và những vi phạm nhân quyền. Và sau khi đã nghiên cứu kỹ càng, Hội đồng sẽ phúc trình với giáo quyền địa phương về những kết luận được rút ra. Ngoài ra, Hội đồng cũng sẽ củng cố những liên lạc với những tổ chức công giáo cũng như không công giáo, có cùng quyết tâm bảo vệ và phổ biến những giá trị về công bằng và hòa bình trên thế giới. Thứ tư, Hội đồng Công lý Hòa bình đặc biệt kêu gọi ý thức về nhu cầu hòa bình, nhất là vào dịp lễ Ngày Quốc tế Hòa bình mỗi năm, số 143. Thứ năm, Hội đồng Công lý Hòa bình cùng hoạt động chặt chẽ với Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, nhất là khi phổ biến những tài liệu hoặc những công bố có liên quan tới vấn đề công lý và hòa bình,
số 144. Cơ cấu tổ chức. Hội đồng Công lý Hòa Bình được điều hành bởi một vị chủ tịch, một thư ký và một phó thư ký. Cả ba vị này đều do Đức Giáo Hoàng chọn đặt với mỗi nhiệm kỳ là 5 năm. Ngoài ra, hội đồng còn có nhiều người cộng tác thuộc mọi thành phần dân chúa, linh mục, tu sĩ, giáo dân từ nhiều quốc gia khác nhau để giúp điều hành các chương trình hoạt động của hội đồng. Để giúp hội đồng này chu toàn công việc được giao phó, Đức Giáo Hoàng còn chỉ định 40 người khác làm ủy viên và tham khảo viên của hội đồng cũng với hàng kỳ 5 năm. Những người này đến từ khắp nơi trên thế giới vào dịp công nghị để đóng góp ý kiến và hoạch định chương trình sinh hoạt của hội đồng tùy theo khả năng chuyên môn của mình. Nói cách khác, mỗi công nghị sẽ giúp hội đồng nhận ra được dấu chỉ của thời đại với những nhu cầu thiết yếu cần quan tâm hơn. Một số các tham khảo viên là những người chuyên môn về học thuyết xã hội của giáo hội cũng được hội đồng triệu tập để giúp đào sâu những vấn đề chuyên biệt. Sinh hoạt. Công việc ưu tiên của Hội đồng Công lý Hòa Bình là cổ võ việc giáo dục hành động dựa vào giáo huấn về xã hội của các Đức Giáo Hoàng và các hội đồng giám mục trên thế giới. Qua những văn kiện này, hội đồng đặt trọng tâm vào ba lĩnh vực sau đây. 1. Công lý. Hội đồng Công lý Hòa Bình quan tâm đến mọi vấn đề có liên quan tới lĩnh vực công bằng xã hội, nghề nghiệp, đời sống cộng đồng quốc tế và phát triển xã hội. Ngoài ra, hội đồng cũng để ý tới khía cạnh đạo đức luân lý trong lĩnh vực kinh tế và hệ thống tài chánh, cũng như về môi sinh và tài nguyên của trái đất. 2. Hòa bình. Hội đồng Công lý Hòa Bình có một cái nhìn bao quát vào mọi khía cạnh có liên quan tới vấn đề hòa bình trên thế giới, như chiến tranh, giải trừ binh bị, buôn bán vũ khí, cũng như an ninh quốc tế và bạo lực dưới mọi hình thức, khủng bố, quốc gia quá khích. Hội đồng cũng chú ý tới vấn đề hệ thống chính trị và vai trò của giáo hội trong lĩnh vực này. Đặc biệt, hội đồng cổ suý Ngày Quốc tế Hòa bình và ngày đầu năm dương lịch. 3. Nhân quyền. Vấn đề nhân quyền là mối quan tâm hàng đầu của giáo hội và được ủy thác cho Hội đồng Công lý Hòa bình. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đặc biệt nhấn mạnh đến việc bảo vệ những giá trị nhân phẩm của con người. Hội đồng còn được ủy thác công việc đào sâu học thuyết xã hội, tìm cách đối thoại, chung hợp với những vấn đề quốc tế đang được bàn thảo và bày tỏ mối quan tâm đối với những nạn nhân của nhân quyền. Hoạt động mở rộng. Hội đồng Công lý Hòa bình sẵn sàng cộng tác với tất cả mọi thành phần trong giáo hội, cùng mang chung hoài bão, cổ võ và bảo vệ công lý và hòa bình. Là một cơ quan của Tòa Thánh, trên hết, Hội đồng Công lý Hòa bình nhằm phục vụ Đức Giáo Hoàng và hợp tác chặt chẽ với các cơ quan khác của giáo triều. Là tổ chức của Giáo hội Hoàng Vũ, Hội đồng Công lý Hòa bình cũng phục vụ lợi ích của mỗi giáo hội địa phương. Hội đồng thường xuyên liên lạc với các hội đồng giám mục quốc gia và cộng tác với các tổ chức trực thuộc hội đồng giám mục để cổ võ công lý và hòa bình khắp nơi, tùy theo hoàn cảnh của địa phương hoặc giới hạn trong việc nghiên cứu, học hỏi hoặc mở rộng trong công tác hoạt động dấn thân. Hội đồng Công lý Hòa bình cũng liên lạc chặt chẽ với những học viện và phong trào quốc tế trong giáo hội, được giáo quyền địa phương thừa nhận, phê chuẩn để giúp người giáo dân dấn thân vào lĩnh vực xã hội. Các viện hàn lâm chuyên môn cũng được hội đồng tham khảo để đào sâu học thuyết xã hội, nhất là các đại học giáo hoàng ở Roma và hàn lâm viện giáo hoàng về khoa học xã hội.
Để cổ võ phong trào đại kết, hội đồng tiếp xúc với các tôn giáo khác, nhất là tổ chức tôn giáo thế giới, trong những vấn đề có liên hệ tới công bằng, hòa bình và nhân quyền. Sau cùng, hội đồng cũng liên lạc với những tổ chức phi tôn giáo có cùng mục đích bảo vệ công lý và hòa bình cũng như nhân quyền trên thế giới, đặc biệt hơn cả với Liên Hiệp Quốc. Và cũng với mục đích đó, hội đồng còn liên lạc để cộng tác hoạt động với Hội đồng Âu Châu nữa. Tài liệu xuất bản nhằm phổ biến tinh thần công lý, hòa bình và bảo vệ nhân quyền. Hội đồng Công lý Hòa bình lần lượt xuất bản những tài liệu có liên quan tới những vấn đề kể trên để hướng dẫn những nguyên tắc mà học thuyết của giáo hội đề ra. Ngoài ra, hai lần mỗi năm, hội đồng còn phát hành tập bướm tóm lược những sinh hoạt và định hướng cho những hoạt động sắp tới. Đọc xong bản tóm lược, tôi ngạc nhiên hiểu ra được công việc của Hội đồng Giáo hoàng về công lý và hòa bình không đơn giản như tôi vẫn thường nghĩ. Hai chữ công lý và hòa bình dễ làm cho người khác lầm tưởng công việc của hội đồng này chỉ nhắm vào việc cổ võ hòa bình và binh vực công bằng. Nhưng thật ra, hoạt động của hội đồng này bao gồm tất cả mọi lĩnh vực có liên quan đến quyền lợi của con người. Quyền được sống trong hòa bình, quyền làm việc, quyền của trẻ em và phụ nữ, quyền được giáo dục, quyền được cơm no, áo ấm, quyền tự do, quyền được phát triển. Tắt một lời, tất cả mọi quyền lợi nhằm bảo vệ con người sống xứng đáng với nhân phẩm của mình. Và để đạt được mục tiêu này, công việc của hội đồng không giới hạn ở việc nghiên cứu, phổ biến tài liệu, nhưng còn phối hợp hành động với các cơ quan khác của giáo triều, với các giáo hội địa phương, với Liên Hiệp Quốc, với những tôn giáo và cơ quan quốc tế khác. Đạo cũng như đời có cùng chí hướng để thúc đẩy mọi người dấn thân xây dựng hòa bình và công bằng trên toàn thế giới. Tôi thành thật chia sẻ với Ngài. Con tưởng công việc cũng bình thường thôi, hóa ra phức tạp dữ hà. Ngài trợn mắt rồi nói: Lúc mới làm, chả cũng nghĩ như hiền rồi đó. Nhưng từ từ, thấy mà ngộp ấy. Thành thử, chả phải dành rất nhiều thời giờ để tìm hiểu mọi vấn đề liên quan tới nhân quyền. Nhất là những vấn đề thời sự bây giờ, như là nợ quốc tế của những nước nghèo, việc buôn bán vũ khí, trẻ em bị bắt đi lính, vấn đề kinh tế toàn cầu, đất đai canh tác cho nông dân nghèo, nghề nghiệp của công nhân, và cả vấn đề mối sinh nữa. Quá loạn ấy. Thật ra, tất cả những việc này đều được Đức Thánh Cha nói đến trong các văn kiện hoặc bài giảng của Ngài. Càng đảm thật, bởi vì nói như rửa, dễ đụng chạm quyền lợi của những nước giàu có và những người có quyền hành trên thế giới. Nhưng Ngài không sợ chứ cả, vì Ngài là con người của sự thật, luôn binh vực lẽ phải và quyết tâm bảo vệ quyền lợi của con người, nhất là những người nghèo khổ, không có tiếng nói. Đúng là người đại diện của Chúa. Chá nghĩ nếu Chúa xuống trần gian lần nữa, chắc Chúa cũng phải lên tiếng binh vực những quyền lợi đó cho con người. Chá có dịp hỏi thăm những giám mục từ những nước nghèo đói, chiến tranh, độc tài, và các ngài cho biết tình trạng thật sự còn tồi tệ hơn những gì sách báo, tin tức nói tới nữa đó. Ngài ngưng lại một hồi lâu, như muốn cảm thông nỗi khổ của những người dân đang sống dưới gông cùm của chiến tranh, của bất công, nghèo đói, bệnh tật, rồi nói tiếp một cách nhẹ nhàng nhưng cương quyết. Nếu mọi người tin Chúa
khắp nơi đều ý thức và góp tay vào việc xây dựng công lý và hòa bình, chắc chắn thế giới sẽ khá hơn nhiều lắm. Giáo hội có nhiều văn kiện hay, nhưng việc phổ biến và học hỏi vẫn còn rất giới hạn. Ngay cả hiến chế vui mừng và hy vọng của cộng đồng Vatican II, cụ thể và hợp thời như rửa, mà nhiều người ở Âu Châu cũng chưa biết đến. Uổng quá! Thảo thức của cha là làm răng để mọi gia đình công giáo biết được học thuyết về xã hội của giáo hội mình. Từ đó mới có thể kêu gọi mọi người dẫn thân vào các lĩnh vực xã hội được. Và đây cũng là một thách đố cho giáo hội ngày nay. Thách đố này chỉ có thể giải quyết được nếu những người theo Chúa sống đức tin thật sự. Một đức tin có việc làm như lời Thánh Gia-cô-bê khuyên bảo, và sẵn sàng dẫn thân theo tinh thần của phúc âm. Cha có viết lại những suy nghĩ này qua một bài suy niệm ngay trong thời gian mất tự do. Để cha lấy cho Hiền đọc nghe. Và ngài đứng dậy, đi lại bàn viết, lấy một tờ giấy trong ngăn kéo, rồi giao cho tôi. Tôi thích thú đọc lớn tiếng. Sự thách đố đối với hội thánh trong mọi thời đại. Khi con người trở lại, ngài sẽ còn tìm thấy đức tin trên quả đất này không? Chúa Giê-xu nói lời này trong hoàn cảnh dân Do Thái bị áp bức, bị bóc lột bởi ngoại bang và những thành phần xấu. Giáo dân thời hội thánh sơ khai cũng bị bắt bớ, tiêu diệt, và lịch sử loài người cứ tiếp tục như thế. Cái tội xã hội ngày nay còn hung dữ, trắng trợn, tàn khốc hơn mọi thời đại trước đây, độc tài hơn, đàn áp hơn, bạo lực hơn. Triệu triệu người đã lên tiếng khóc than đòi công lý. Hội thánh đứng trước thách đố, hội thánh có sức gì cứu vớt? Nhiều người nghĩ rằng chỉ có một cuộc cách mạng Marxist mới giải phóng con người được. Nhưng 70 năm đã qua, con người vẫn cứ nghèo khổ, thách đố vẫn còn. Phải làm gì để cứu con người? Đức tin. Chúa Giê-xu hỏi, còn đức tin không? Có đức tin, con người sẽ bước theo Chúa, nghe lời Chúa. Có đức tin sẽ thắng được những chia rẽ, những mâu thuẫn giữa giai cấp trong xã hội. Có đức tin, quyền lực kẻ mạnh được đem phục vụ người yếu. Có đức tin, con người sẽ mở lòng đón nhận tình thương của Chúa là Cha. Nhờ đức tin, tất cả quả đất sẽ biến đổi. Chỉ có tình thương mới thắng hờn thù. Một tình thương thật sự xây dựng trên nền tảng Chúa là Cha, toàn thể nhân loại là anh em. Muốn có đức tin, giáo hội phải ở trong tình trạng loan báo tin mừng, truyền giáo, tái truyền giáo. Ý thức sứ mạng truyền giáo, trách nhiệm sẵn sàng truyền giáo. Chỉ có cách đó mới giải quyết được thách đố. Xin từ nay đoạn hứa với trái tim yêu, xin hiến trao tình con, niềm phó thác trông cậy nơi Chúa, xin dâng hiến xác thân linh hồn nơi giây phút nhiệm màu cao quý, đầy ơn thánh kết sao tình yêu.
Chúa hỡi con đây, xin trọn đời theo Chúa, thánh giá trên vai, xin vác theo Ngài luôn. Dù thân con yêu hèn tội lỗi, mà Chúa vẫn xót thương kêu mời. Nguyện xin vâng đáp lại lời Chúa, lòng vui say bên đời dâng hiến. Quỳ đây đoan hứa trong tình yêu, tim con hiến dâng cho Ngài. Một đời chung tín không đổi thay, con đây sống yêu trọn tình. Mãi bước đi cùng Chúa thôi, dù đường dài còn bao gian khó. Vì con đây vững một niềm tin, này bao mơ ước tim nồng say, ra đi dắt gieo tình mừng. Nguyện Ngài soi lối bước đường con, xin nâng đỡ con đêm ngày. Mãi sống trong đời hiến dâng, nguyện giữ trọn lời con đoan hứa. Vì con đây đã thuộc về Chúa. Thank you.
Tôi ngạc nhiên đọc lại bài suy niệm của Ngài. Bài này được viết vào năm 1987. Trong thời gian Ngài còn ở tại căn nhà biệt lập trên đường Hòa Mã, Hà Nội, tức khoảng 10 năm trước. Nhưng nội dung lại rất hợp thời. Như thể Ngài mới viết trong thời gian gần đây. Hóa ra, thao thức về công bằng, về nhân quyền và hòa bình ở nơi Ngài, không cần phải đợi đến khi có công việc ở Hội đồng Giáo Hoàng về Công lý và Hòa bình, mới được Ngài quan tâm đến. Có thể nói, những thao thức này đã đâm rễ sâu trong cuộc đời Ngài, bởi vì Ngài đầy Chúa, luôn sống tâm tình của Chúa. Một tâm tình yêu thương trọn vẹn, luôn muốn con người được sống hạnh phúc. Và tâm tình đó thúc đẩy Ngài hành động, cũng như động viên mọi người cộng tác để góp phần xây dựng nước Chúa, xây dựng một trời mới đất mới, nơi Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt và là nơi không còn chết chóc, đau thương, sầu khổ. Điều này đã được biểu lộ rõ rệt trong thời gian Ngài làm giám mục Nha Trang, qua việc tổ chức phong trào công lý và hòa bình trong giáo phận, lần đầu tiên năm 1969, và sau đó dần dần lan qua những giáo phận khác. Với tổ chức này, Ngài huấn luyện người giáo dân ý thức trách nhiệm đem giáo hội vào trong thế giới và đem thế giới về với giáo hội, bằng công việc phát triển và xây dựng một xã hội công bằng và an toàn hơn, để nhờ đó mọi người được sống xứng đáng với phẩm giá con người. Vì thế, khi được Đức Giáo Hoàng tín nhiệm đặt Ngài vào Hội đồng Giáo Hoàng về Công lý và Hòa bình, Ngài cảm thấy thật vui mừng, vì công việc này rất phù hợp với những thao thức mà Ngài đã ôm ấp từ lâu. Ngài chia sẻ: Đức Thánh Cha đây Chúa Thánh thân thiệt, Ngài giao cho cha công việc đúng với sở trường của mình quá. Chỉ có điều á, ngày trước ở Nha Trang hoạt động cho công lý và hòa bình của mình cũng giống như cá bơi lội trong hồ nước thôi. Còn bây giờ như cá được thả vào đại dương với môi trường hoạt động thật bao quát. Tất nhiên, đại dương bao la, rất dễ làm cho mình choáng ngợp. Nhưng cha nghĩ, từ từ, rồi Chúa sẽ dẫn mình đi, đến nơi nào Chúa muốn, và chỉ cho mình công việc nào phải làm. Nếu mình hoàn toàn phó thác, tin tưởng vào Chúa, và cố gắng hết sức. Thành thử trong thời gian này á, nói là làm việc công lý hòa bình, nhưng thật ra cha cầu nguyện nhiều hơn là làm việc. Và những chia sẻ này đã giúp tôi nhìn lại những công việc Ngài đã thực hiện trong chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng về Công lý và Hòa bình. Trong một nhãn quan khác, một nhãn quan không dựa vào thành công hay thất bại, cũng không đặt trên số lượng, nhưng trên nền tảng của cầu nguyện và quyết tâm hy sinh. Ngoài những công việc thường ngày ở văn phòng, theo thứ tự thời gian trong năm 1995, Ngài tham dự và phát biểu tại Đại hội về gia đình tại Monterrey, Mexico vào giữa tháng 5, rồi sau đó về lại Roma để thuyết trình về nợ quốc tế do Đại học Laterano tổ chức, gặp gỡ các giám mục Âu Châu đặc trách Ủy ban Công lý và Hòa bình để thảo luận về vấn đề mục vụ xã hội vào đầu tháng 10, và sau đó giảng cho những người phụ trách việc huấn luyện chúng sinh tại CIAM. Rồi chỉ một tuần sau, đến Loreto họp mừng kỷ niệm 30 năm, công bố hiến chế vui mừng và hy vọng. Họp đại hội các giám mục vùng Tây Phi nói tiếng Anh, viết tắt là AECAWA, Association of Episcopal Conferences of Anglophones West Africa, tại Egunu, Nigeria, vào tháng 11,
Cũng trong tháng này, giảng liên tiếp cho hai giáo phận Siena di Castello và Trieste. Đến tháng 12, họp Đại hội Quốc tế về đề tài Thuyết trần tục hóa và tự do tôn giáo, Secularism and Religious Liberty. Và cuối cùng, thăm viếng và giảng tại Cộng đoàn Saint John ở Thụy Sĩ. Trong năm 1996, Ngài đến Mönchena ở Đức để giảng và giới thiệu cuốn sách Đường Hy Vọng bằng tiếng Đức vào tháng 2. Đi Los Angeles để giảng tại Đại hội Giáo lý vào tháng 3 với đề tài Sức mạnh giải phóng. Tham dự cuộc họp về hiến chế vui mừng và hy vọng tại Chicago vào tháng 5. Giảng cho các linh mục quốc tế tại Fatima vào tháng 6. Đi Dusseldorf ở Đức vào tháng 9. Giảng tại Venezia ở Ý, Lyon, Pháp và Viên tại Áo vào tháng 10. Họp công nghị tại văn phòng của hội đồng để thảo luận chương trình dài hạn và nghiên cứu về đề tài Thách đố dân chủ, những giá trị luân lý và đời sống chính trị vào tháng 11. Và rồi vào tháng 12, tham dự Đại hội các chủ tịch nghiệp đoàn thế giới để duyệt xét tương quan lao động giữa chủ và thợ. Trong năm 1997, trong tâm tình cùng với toàn thể giáo hội chuẩn bị năm thánh 2000, Ngài đi đến nhiều nước Âu Châu như Pháp, Bỉ, Thụy Sĩ, cũng như Mỹ và Úc, để mời gọi mọi người thống hối, canh tân cuộc sống, xây dựng công bằng xã hội theo tinh thần tông thư ngàn năm thứ ba của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Mặc dầu không đến được Paris để tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới vào tháng 8 như dự tính, vì phải vào bệnh viện Gemelli mổ soạn thận, Ngài đã cho xuất bản cuốn sách Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá như là một sứ điệp yêu thương dành riêng cho tất cả các bạn trẻ trên thế giới bằng chính kinh nghiệm sống của mình. Ngài khuyến khích các bạn trẻ hãy sống yêu thương, vì chỉ có tình yêu mới có thể biến đổi thế giới và làm cho xã hội được tốt hơn, công bằng hơn, hòa bình hơn và nhân bản hơn. Đặc biệt trong tháng 11, Ngài đến Paris giảng tại phân khoa triết học của Đại học Sorbonne và tại Đại học các luật sư công giáo của Pháp. Ngài lợi dụng cơ hội này để khéo léo nhắc nhở thính giả biết vận dụng triết học và luật pháp để phục vụ con người. Và đầu tháng 12, Ngài đến giảng cho hội Raoul Falloru, hội người Phong, nhân dịp 20 năm ông Falloru qua đời, để kêu gọi mọi người quan tâm hơn đến những người đau khổ, bị bỏ rơi ở trên thế giới. Và công việc giảng dạy để chuẩn bị năm thánh 2000 vẫn được tiếp tục trong 6 tháng đầu tiên của năm 1998. Trước khi Ngài được Đức Giáo Hoàng cách đặt làm Chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng về Công lý và Hòa bình, thay thế Đức Hồng Y Echegaray vào ngày 24 tháng 6. Đây chỉ là sơ lược về những công việc chính của Ngài có tính cách quốc tế và cho người ngoại quốc trong thời gian gần 4 năm phục vụ với cương vị Phó Chủ tịch của Hội đồng Công lý Hòa bình. Nhưng điều muốn nói ở đây chính là tinh thần cầu nguyện và hy sinh của Ngài khi thực hiện những công việc đó, cũng như những lần trao giảng trước đây với ý thức trở thành sắc tín. Chính Chúa làm hết mọi sự. Chính Chúa đánh động và biến đổi người nghe. Ngài luôn đặt mọi công việc trong bàn tay thương yêu của Chúa. Ngay cả trước khi họp hội hay dọn bài thuyết trình, mỗi lần như thế, Ngài đều bảo tôi cầu nguyện thêm cho Ngài. Và căn nhà nguyện xinh xắn trong nhà lại càng thêm ấm cúng, vì giờ chầu thánh thể của Ngài ban đêm được kéo dài lâu hơn. Trong tất cả những bài thuyết trình của Ngài cho những lần hội họp vào thời gian này,
Tôi thích nhất bài nói chuyện của ngài với hội người Phong Raul Falaru, vì bài này một cách nào đó biểu lộ tình thương đặc biệt ngài dành cho những người bệnh phong ở Việt Nam. Nhất là sau khi ngài có dịp đến viếng thăm những trại phong ở miền Bắc vào năm 1991 và thấy tận mắt cuộc sống cơ cực cũng như nỗi đau tinh thần cao ngút mà họ phải gánh chịu. Đây cũng chính là tâm tình của ông Raul Falaru. Khi có dịp chứng kiến những người mắc bệnh phong phải sống cô đơn, xa làng xóm. Trong chuyến hành hương đến sa mạc Tamanrasset, nơi cha Charles de Foucault đã sống, đã cầu nguyện và bị giết chết như một chứng nhân của tình yêu. Cuộc đời của ông Falaru hoàn toàn thay đổi sau chuyến hành hương đó. Ông quyết tâm làm tất cả mọi sự để đem lại phẩm giá cho những người đáng thương bị xã hội ruồng bỏ này. Ông ta lý luận, nếu Thiên Chúa là tình yêu, thì hạnh phúc thật là làm cho mọi người được hạnh phúc, và sống thật là làm cho người khác được sống. Và tư tưởng này đã trở thành nguyên tắc hành động cho cả cuộc đời ông. Nói cách khác, yêu thương phải đi đôi với hoạt động. Trong suốt 34 năm hoạt động không ngơi nghỉ cho cuộc chiến chống lại bệnh phong, ông Falaru đã không ngừng kêu gọi lương tâm của con người bằng sách vở, báo chí và nhiều buổi thuyết trình khắp nơi trên thế giới. Ông cũng liên tục vận động với những nhà lãnh đạo quốc gia, chính trị cũng như tôn giáo khắp nơi để họ quan tâm đến những người cùng khổ này. Cuối cùng, năm 1975, Liên Hiệp Quốc đã công bố quyền của những người bị bệnh phong. Một chiến thắng cho những người bị bỏ rơi, không có tiếng nói. Vì từ đây, những người xấu số này được mọi người trên thế giới tôn trọng quyền được sống, được làm người của họ. Và một cách cụ thể, ông Falaru đã thành lập được một đạo binh bác ái, gồm 56 bác sĩ và 1.500 trợ tá để săn sóc những người xấu số này khắp nơi trên thế giới, kể cả Việt Nam. Tính chung, mỗi tháng đạo binh này di chuyển hơn 450.000 km để đem thuốc men đến chữa trị cho người phong khắp nơi. Và ngay chính bản thân, ông Falaru đã phải đi một đoạn đường dài bằng 32 lần vòng quanh trái đất để phục vụ cho những người mà ông suốt đời yêu mến. Trong tiểu sử cuộc đời ông Falaru, có hai biến cố đáng nhớ đánh dấu tình yêu thương và quyết tâm phục vụ cao vời của ông đối với người phong. Biến cố thứ nhất xảy ra vào năm 1955, khi ông kêu gọi hai đại cường quốc thế giới thời đó là Mỹ và Liên Xô bằng những lời chân thành như sau. Tôi biết tiền chi phí của mỗi chiếc máy bay đánh bom của quý quốc trị giá 5 tỷ đồng franc. Thay vì làm ra những chiếc máy bay giết người này, xin quý quốc hãy cho tôi số tiền đó để tôi có thể chăm sóc tất cả bệnh nhân phong trên thế giới. Chỉ cần mỗi nước cho tôi số tiền để chế một chiếc máy bay thôi là đủ. Và biến cố thứ hai khi ông phải đối diện với những người chống đối, muốn làm nản lòng ông, và những người cộng tác bằng câu nói tiêu cực. Từ khi thế giới thành hình đến giờ, chuyện bệnh phong có gì đổi khác đâu. Không thể làm được gì cả đâu. Ông ta cương quyết trả lời. Chỉ có một chuyện không thể được là chính chúng ta, những người ăn sung mặc sướng, suốt ngày cười nói, vui đùa, giỡn cợt. Trong khi trên thế giới biết bao người đang đói khát rên la, đổ máu quằn quại thất vọng vì bệnh phong này. Ông muốn nói đến sự ích kỷ
tính dửng dưng của con người thời nay. Một khi vượt ra được cái không thể này, mọi chuyện khác đều có thể. Nói cách khác, nếu có tình yêu thương thật sự, một tình yêu luôn muốn và làm cho người khác được sống và hạnh phúc như mình, tất cả đều sẽ nằm trong tầm tay. Ông Falaru đúng thật là con người của công lý và hòa bình. Hôm đi thuyết trình cho hội Raoul Falaru từ Pháp trở về, tôi hỏi ngài như mọi lần. Giảng được không cha? Ông Recipon có thích không? Ông Recipon được ông Folerial chọn làm người thư kế điều khiển hội bạc ái này. Cha cầu nguyện quả sức, nên Chúa cho mọi sự tốt đẹp, ngoài ý muốn. Ông Recipon và tất cả mọi người tham dự đều rất hài lòng. Họ nói là bài giảng đánh đồng lắm. Ông Recipon dùng danh từ Boulevest, lạy Đức Mẹ. Cha chỉ nói chuyện một cách bình thường, chẳng có tư tưởng thần học sâu sắc chi cả. Không hiểu rằng lại đánh đồng được người nghe, mà lại toàn là những người có trình độ học thức cao. Đúng là chuyện Chúa làm. À, có một chuyện này hay này. Chuyện gì vậy cha? Cha biết vì rằng công việc của hội bạc ái này thành công rồi. Họ đặt trọng tâm vào việc cầu nguyện và phó thác mọi sự trong tay Chúa, để Chúa hướng dẫn mọi hành động. Khám phá này làm cho cha xác tín hơn tầm quan trọng của sự cầu nguyện. Mọi hoạt động, cho dù đó là công việc bạc ái đi nữa, nếu thiếu cầu nguyện, từ từ cũng rạc đảm thôi. Hiền thấy không, công việc bạc ái của mẹ Teresa ở Calcutta cho người cùng khổ. Rồi bây giờ, hội Fathero cho người phong. Tất cả đều đặt nền tảng trên sự cầu nguyện. Vì vậy, cầu nguyện phải là cái nhân trung tâm cho mọi hoạt động của mình. Và những chia sẻ này lại một lần nữa giúp tôi nhớ đến câu nói của Ngài trong cuốn Đường Hy Vọng. Muốn biết việc tông đồ của ai, con hãy xem người ấy cầu nguyện như thế nào. Nếu con không phải là người cầu nguyện, không ai tin con làm việc vì Chúa thôi đâu. Và cũng với tinh thần cầu nguyện này, Ngài tiếp tục giúp người Công giáo Việt Nam sống đức tin và truyền bá tin mừng trong môi trường sống của mình. Là người Việt Nam, Ngài luôn cảm thấy công việc xây dựng phát triển đất nước và giáo hội Việt Nam thân yêu là bổn phận của mình. Tâm tình này được cụ thể hóa qua những công trình xã hội, văn hóa, tôn giáo mà Ngài đã thực hiện ngay khi mới được về ở tại Tòa Giám mục Hà Nội vào cuối năm 1988. Bây giờ, mặc dù phải đa đoan với công việc ở Văn phòng Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình, Ngài vẫn tiếp tục chu toàn bổn phận này với nhiều hy sinh và quyết tâm hơn, vì thì giờ của Ngài trở nên eo hẹp hơn. Và tôi sung sướng được góp phần vào công việc ý nghĩa này của Ngài. Một trong những công việc cấp bách đầu tiên Ngài làm cho cộng đồng Việt Nam là bênh vực những người tị nạn đang còn kẹt lại trong các trại ở Á Châu, nhất là ở Phi Luật Tân. Đáp ứng lời kêu gọi của bác sĩ Nguyễn Ngọc Kỳ, phối hợp viên của Tổ chức Binh vực Người tị nạn Việt Nam, qua bức thư gửi cho Hội đồng Giáo hoàng Công lý và Hòa bình, Ngài đã liên lạc vận động với giáo hội và chính phủ Phi Luật Tân, cho phép người tị nạn Việt Nam được quyền chọn lựa ở lại đất nước này. Tất nhiên, quyết định thành lập làng Việt Nam tại Phi là thành quả đóng góp của nhiều người và nhiều tổ chức thiện chí khắp nơi. Nhưng tiếng nói của Ngài với tư cách đại diện một hội đồng giáo hoàng của Tòa Thánh
trên quyết định nhân đạo này của chính phủ Phi không phải là nhỏ. Tuy nhiên, lần đầu tiên Ngài chính thức đến viếng thăm và giảng dạy cho người Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ sau khi rời Việt Nam là dịp Đại hội Thánh Mẫu tại dòng Đồng Công ở Missouri vào tháng 8 năm 1995. Hàng chục ngàn người tại đại hội hứng thú nghe lời Ngài giao giảng, được đóng ấn bằng chính những kinh nghiệm sống của Ngài. Và điều ngạc nhiên cho người nghe là Ngài không bao giờ nhắc lại chuyện quá khứ. Trái lại, Ngài luôn nói đến yêu thương và tha thứ, khuyến khích mọi người sống đạo trưởng thành để thanh hóa bản thân, gia đình và xã hội, sống đúng căn tính của người Công giáo Việt Nam. Và để giúp đạt được mức độ trưởng thành này, Ngài đưa ra một số nguyên tắc dẫn đến thất bại cần phải tránh, cũng như những nguyên tắc đưa đến thành công cần phải thực hiện. Những suy tư này thật ra đã được Ngài nghiền ngẫm trong thời gian mất tự do, và được Ngài đặt thành tên Thập Đại Bại và Thập Đại Thắng như sau. Thập Đại Bại của lãnh đạo. Thứ nhất, kiêu căng, xem người như máy móc, độc đoán, chẳng chịu nghe ai, bảo thủ ý kiến. Thứ hai, băn khoăn, bi quan, khiến cho người nghe cũng đâm hoang mang. Thứ ba, không biết dùng người, không chọn người, không biết huấn luyện, không hòa mình, không khoan dung, sống cách biệt, giữ óc địa phương. Thứ tư, đa nghi với mọi người, mang bệnh do dự mãn tính, sợ mất lòng, thay đổi ý kiến như trong chóng. Thứ năm, tự ôm đồm bao quát tất cả, lạc lõng trong những chuyện vụn vặt, phiền toái không phân biệt đâu là chính yếu, đâu là phụ thuộc. Thứ sáu, miệng nói rất khéo, nhưng làm thì khác, cuối cùng chẳng ai tin, tuyên bố rùm beng, nhưng sống và hành động không ra gì. Gặp khó khăn thì buông xuôi nản lòng, thành công thì hoanh hoang tự đắc, và cướp công vô ơn với kẻ thành tâm giúp mình. Thứ bảy, dấn thân nửa vời, thịnh thì xu thời, xông pha cứu trợ người thắng trận, suy thì rút lui nhẹ nhàng, không chịu trách nhiệm và đổ lỗi cho người khác. Thứ tám, không có chương trình và kế hoạch, hăng tiếp theo cảm hứng, thích tấn công, khó chịu khi nghe sự thật mất lòng. Thứ chín, ích kỷ, chỉ tìm danh lợi cho bản thân mình, sợ người khác hơn mình, giấu kỹ những kinh nghiệm của mình. Thứ mười, không cầu nguyện, chỉ tin vào tài năng và mưu mô, thủ đoạn trần tục, trông cậy vào quyền thế. Thập Đại Thắng. Thứ nhất, khiêm tốn, trọng nhân phẩm của mỗi cá nhân, uyển chuyển linh động, lắng nghe sáng kiến mọi người, rồi suy nghĩ, lượng giá. Thứ hai, ý thức, tin tưởng sứ mạng của mình như một ơn Chúa, bình tĩnh trước mọi biến cố. Thứ ba, có thuật dùng người, chấp nhận đối thoại, tìm hiểu từng người, tâm hồn quảng đại, biết quên bỏ những lỗi lầm của kẻ khác, lắng nghe bạn bè khuyên bảo, và nhất là biết nghe kẻ thù chỉ trích. Thứ bốn, tín nhiệm cộng sự viên, xem, xét, làm, quyết định sáng suốt, thực hiện cho kỳ được. Thứ năm, chia sẻ trách nhiệm với các cố vấn, chuyên viên, cộng sự viên, luôn học hỏi trau dồi thêm khả năng. Thứ sáu, nói ít làm nhiều, luôn luôn trọng kỷ luật. Đi tiên phong, nêu gương sống trong mọi lĩnh vực. Nhìn thẳng thực tế, khách quan, khiêm tốn lúc thành công. Chia sẻ niềm vui với cộng sự viên. Kiên trì, nhẫn nại, không bao giờ thất vọng. Thứ bảy, sẵn sàng hy sinh tất cả vì sứ mệnh. Can đảm nhận trách nhiệm, cùng thành công
cùng thất bại. Không bao giờ làm tổn thương tình huynh đệ. Tình nguyện nhận điều khó cho mình và để cay rễ cho cộng sự viên. Thứ 8. Trước mỗi việc đều có chương trình kế hoạch. Sau mỗi việc đều kiểm điểm chân thành, phê bình và tự phê. Sợ tâng bốc, thích nghe nói thẳng, nói thật. Thứ 9. Chỉ tìm phục vụ, quên mình vì đại cuộc. Xác tín mình chỉ là khí cụ trong tay Chúa, nên chỉ tìm ý Chúa. Giữ vững lập trường. Thấy ai hơn mình thì vui mừng, chuẩn bị cho tương lai. Dọn đường và trao hết kinh nghiệm cho người kế vị mình. Thứ 10. Trước mọi công việc, trong mọi khó khăn, biết cầu nguyện, tìm ánh sáng và sức mạnh nơi Chúa. Bàn hỏi với Chúa trước hết, phó thác cho Chúa trọn vẹn. Hy vọng trong thất vọng. Cứ vui vẻ tiến lên, ngày mai có Chúa lo. Trong 20 nguyên tắc giúp sống trưởng thành này, tôi thích nhất là nguyên tắc thứ 10 của Thập Đại Thắng. Vì đây là điểm nòng cốt, làm nền tảng cho tất cả những nguyên tắc tiêu cực cũng như tích cực được Ngài nêu ra. Nếu một người thật sự hoàn toàn tin tưởng vào Chúa, biết cầu nguyện để Chúa hướng dẫn, thì chắc chắn người đó sẽ tránh được những điều tiêu cực, biết vận dụng đúng mức những khả năng Chúa ban để hành động và đối xử một cách siêu nhiên, nhân bản với những người cộng tác. Nhờ đó, công việc gặt hái được nhiều kết quả hơn. Nhưng ngay cả khi xem ra thất bại, người đó vẫn vui vẻ chấp nhận và can đảm tiến lên trong tinh thần hy vọng và phó thác vào Chúa. Càng đọc đi đọc lại những nguyên tắc này, tôi càng thấy rõ chính Ngài đang sống một cách hài hòa những điều do Ngài viết ra. Hay nói đúng hơn, Ngài viết ra những điều mà Ngài đã kinh qua bằng chính kinh nghiệm sống. Vì thế, những lời của Ngài luôn có tính thuyết phục cao. Mà không thuyết phục sao được? Khi mỗi ngày tôi lại được chứng kiến tận mắt tinh thần cầu nguyện sâu thẳm ở nơi Ngài. Mỗi ngày tôi càng khám phá ra Ngài là con người yêu thương, tha thứ, con người của hợp tác, hiệp nhất, phục vụ, con người của học hỏi, cầu tiến, con người của hy vọng và niềm vui. Và càng khám phá ra, tôi càng tự động cảm thấy bị mời gọi phải thay đổi. Tháng 3 năm 1996, nhân dịp đến Los Angeles theo lời mời của Đức Hồng Y Mahoney để tham dự Đại hội Giáo lý Toàn quốc. Ngài đã dành nhiều buổi nói chuyện cho Việt Nam tại đây, cũng như tại Orange County, nơi có nhiều người Việt định cư nhất ở ngoại quốc. Sự thành công của buổi giảng thuyết này được Sir Imar, người Phi Luật Tân, đặc trách văn phòng ngoại kiều của Tổng giáo phận Los Angeles, bộc lộ một cách chân thành với Ngài như sau. Chắc còn phải học tiếng Việt để có thể hiểu được những gì Đức Cha giảng và lần tới. Bởi vì các bạn trẻ Việt Nam nghe Đức Cha giảng một cách say sưa, hứng thú, rồi thỉnh thoảng lại cười rộ lên, làm cho con càng nôn nóng. Chỉ cần nhìn vào đó thôi cũng đủ biết là Đức Cha giảng hấp dẫn như thế nào. Với những bạn trẻ Hoa Kỳ, Ngài dùng chính kinh nghiệm sống của mình được tóm tắt trong 10 quy luật sống để giúp mọi người nhận ra sức mạnh giải phóng của Thiên Chúa. Những quy luật sống đó như sau. 1. Tôi sẽ sống giây phút hiện tại một cách trọn vẹn. 2. Tôi sẽ phân biệt thật rõ giữa Chúa và công việc của Chúa. 3. Tôi sẽ nắm giữ một bí quyết là cầu nguyện. 4. Tôi sẽ tìm được sức mạnh của mình trong Thánh Thể. 5. Tôi sẽ có được một sự khôn ngoan, khoa học, thánh giá.
6. Tôi sẽ trung thành làm chứng nhân cho Chúa Giêsu trong giáo hội và cho giáo hội. 7. Tôi sẽ tìm kiếm sự bình an mà thế gian không thể cho tôi được. 8. Tôi sẽ thực hiện một cuộc cách mạng bằng việc canh tân trong Chúa Thánh Thần. 9. Tôi sẽ nói một ngôn ngữ, mang một đồng phục, bác ái. 10. Tôi sẽ chỉ có một tình yêu đặc biệt, mẹ Maria. Và với 10 quy luật sống này, Ngài kêu gọi các bạn trẻ hãy nhận ra những dấu chỉ thời đại trong gia đình, ngoài xã hội và trên khắp thế giới để canh tân cuộc sống và xây dựng công lý hòa bình cho mọi người. Đó là một cách thức để làm chứng nhân cho Chúa. Nhưng điểm quan trọng Ngài muốn nói với các bạn trẻ là hãy làm chứng nhân trong giáo hội và cho giáo hội. Vì ngày nay, nhiều người tự xưng đang làm chứng cho Chúa Giêsu, nhưng lại theo cách thức và mục đích của riêng mình, nhiều khi đi ngược và làm hại chính giáo hội của Chúa. Kinh nghiệm của Ngài khi phải đối diện với những hiểu lầm về giáo hội trong thời gian mất tự do cho thấy tinh thần chứng nhân trong giáo hội và cho giáo hội này. Thay vì lao mình vào những tranh cãi không có lối thoát, Ngài đã kiên nhẫn viết ra những danh từ tôn giáo từ A tới Z, rồi đưa ra những định nghĩa chính xác cùng với nguồn gốc và ứng dụng của danh từ đó trong giáo hội. Ví dụ, ba lời khấn của tu sĩ, khó nghèo, trinh khiết, vân phục nghĩa là gì? Việc mục vụ nghĩa là gì? Truyền giáo nghĩa là gì? Viện phụng nghĩa là gì? Canh tân theo tinh thần phúc âm nghĩa là gì? Chính nhờ đó mà những người có thẩm quyền dần dần hiểu rõ một cách chính xác những ý hướng ngay lành của giáo hội qua những danh từ này. Và Ngài rút ra kết luận cho các bạn trẻ: hãy đối thoại trong sự thật và yêu thương thay vì chỉ trích hoặc tranh luận bắt bẻ người khác. Tại Orange County, ngoài buổi gặp gỡ chung cho mọi người, Ngài còn dành thời giờ chuyện trò thân mật với các vị lãnh đạo tôn giáo, với anh chị em Kersilista và giới trẻ. Ở đâu, Ngài cũng kêu gọi sống đúng căn tính của người Việt Nam, sống yêu thương, đoàn kết để xây dựng cộng đồng và phát triển xã hội, làm rạng rỡ nòi giống tiên rồng. Chuyến viếng thăm cộng đồng người Việt đầu tiên của Ngài tại đây được một vị đại diện Phật giáo Hòa Hảo đánh giá như sau: phải là một con người như thế mới có thể tạo được sự liên kết, hợp tác giữa các tôn giáo. Ngày Ngài trở về lại Roma, tôi phấn khởi lái xe ra phi trường đón Ngài thật sớm. Đây là chiếc xe hơi hiệu Escort của hãng Ford mà Ngài mới sắm được từ mấy tháng nay, bằng chính tiền lương của mình và quà biếu của Đức Hồng Y Phạm Đình Tụng. Tôi nhớ lại, hôm mới lấy xe về từ văn phòng dịch vụ của Tòa Thánh, tôi đưa Ngài đến thăm lại nhà Foyer phát diệm và được bà Nhất Huy khen một câu thật khó hiểu. Sau khi quan sát thật kỹ chiếc xe màu xanh đậm với biển số của Vatican CV03375, bà lên tiếng: mới nhìn đã biết là chiếc xe này khôn rồi. Tôi ngạc nhiên hỏi bà: ủa, xe khôn nghĩa là sao vậy ba? Bà Nhất liền cua tay mấy vòng rồi trả lời thật huệ vốn: có nhiều chiếc xe nhìn thì màu mè, dáng dấp của nó đã biết là dài. Còn chiếc xe này thì khôn, nó không dài. Tôi phải nín cười với kiểu lý luận vòng vo của bà. Nhưng tôi cũng hiểu được bà muốn nói chiếc xe này dễ có cảm tình. Kiểu nói khôn dài này của bà đã giúp cha tôi nhớ thêm một chuyện nữa của cha già Pháp. Ngài kể lại: ngay trước, có một vị lính mục lâm lỗi nặng, bị đức giám mục kéo chén, không cho làm việc mục vụ nữa. Sau một thời gian khá dài, một số lính mục gặp nhau và bàn tính xin đức cha cho lính mục đó làm việc lại.
các ngài mời hỏi ý kiến của cha Gia Phát. Chúng con thấy linh mục đó tội nghiệp quá, định xin đức cha cho phép làm một vụ lại. Cha nghĩ sao? Cha Gia Phạt mới thông thả trả lời, thật vắng tắc. Cha đó còn bệnh. Các cha kia ngạc nhiên, vì thấy cha đó không có dấu hiệu bình thường chi cả, nên hỏi lại cha Gia Phạt. Chúng con thấy ngài vẫn bình thường mà. Cha nói ngài bệnh nghĩa là gì? Cha Gia Phạt lúc đó mới vuốt râu, tập vòng vòng mấy vòng rồi trả lời. Bệnh nghĩa là không có được khỏe. Các cha bực mình vì kiểu nói huê cả làng của cha Gia Phạt. May mắn có một linh mục đoán được ý của cha già nên dò hỏi. Có phải cha muốn nói linh mục đó chưa dứt khoát từ bỏ chuyện lỗi lầm cũ không? Cha Gia Phạt mới tươi cười trả lời. Đúng rồi, tôi đã nói ngài bệnh, nghĩa là chưa khỏe mạnh, đủ để làm việc lại. Vì vậy, phải chờ thêm một thời gian nữa. Đến lúc đó, các cha kia mới vỡ lẽ ra. Những câu chuyện vui này làm cho thời gian chờ đợi ở phi trường qua đi thật nhanh. Cha tôi xuất hiện ở cửa kiểm soát với xe đẩy hành lý đầy ắp. Tôi vội chạy lại giúp ngài đẩy xe và ngạc nhiên hỏi. Ủa, cha đem gì về mà nhiều dữ vậy? Ngài nhướng mắt thật to và vui vẻ trả lời. Đồ ăn Việt Nam đó, 2 thùng luôn, nhiều chưa? Ai cho chi cha cũng nhận hết, để họ được vui vẻ, hài lòng. Tôi biết ngài muốn tế nhị giúp tôi đỡ được phần nào trong việc nấu ăn, nên chịu khó đem thức ăn về nhà. Nhưng với 2 cái thùng nặng trịch như vậy, không hiểu ngài sẽ xoay sở như thế nào. Tôi hỏi ngài. Vừa rồi có ai giúp cha đem 2 thùng này lên xe anh Lý không? Ngài mỉm cười trả lời. Cha khiêng được 1 thùng lên xe. Con thùng kia nặng hơn, cha đang loay hoay tìm cách, thì một anh người Ý đứng bên cạnh thấy vậy, mới giúp cha đưa lên. May quá, chúa biết mình già yếu, nên sai thiên thần đến giúp. Tôi tưởng tượng hình ảnh ngài ì ạch khiêng thùng thức ăn lên xe hành lý mà xót xa. Cũng vì yêu thương thôi. Ngài muốn đem nhiều thức ăn về để chia sẻ lại với những cộng đoàn dòng tu và anh chị em sinh viên đang du học ở Roma. Tôi hiểu rõ tâm tình đó của ngài nên chỉ nhẹ nhàng góp ý. Lần sau, cha đem về ít thôi. Vừa đủ để trong vali xách tay có bánh xe kéo được là tiện nhất. Cha không nên khiêng đồ nặng, lỡ trật xương sống là nguy to. Ngài trợn mắt gật đầu và 2 cha con vui vẻ lên xe. Trên đường về nhà, tôi thích thú hỏi ngài thêm về những cuộc gặp gỡ với cộng đồng người Việt Nam tại Orange County. Hỏi xem ngài có gặp những người tôi quen biết ở vùng đó hay không, và được ngài trả lời một cách thỏa đáng. Cuối cùng tôi hỏi ngài. Qua đó chắc họ cho cha ăn ngon lắm phải không? Ngài lắc đầu nói. Cha có ăn uống được chi mô? Đến lượt tôi trợn mắt ngạc nhiên hỏi ngài. Ủa, răng là rửa, họ không đợi ăn hay sao? Và ngài thông thả thuật lại. Có chứ, cha thấy đồ ăn bức loạn ấy, bay đây ba. Nhưng cha có ăn được chi mô? Mới đọc kinh xong, vừa ngồi xuống chưa kịp ăn, người ta đã kéo đến xin chụp hình. Người này nối tiếp người kia. Người thì nói là đồng hương ở Huế, kẻ thì nói
thuộc giáo phận Nha Trang ngày trước. Người khác thì từ giới thiệu ở chung trại với cha ở ngoài Bắc. Cha cũng chẳng nhớ nữa. Rồi nhóm Cơ Sư Lộ, Công Lý Hòa Bình, ai cũng muốn chụp hình kỷ niệm. Rứa là suốt cả bữa tiệc, cha chẳng ăn được gì cả. Vừa mệt, vừa đói, mà cũng phải ráng cười thật tươi để chụp hình, làm hài lòng tất cả mọi người. Về lại nhà trọ, cha phải nhờ kiếm cái gì ăn cho đỡ đói. Chắc phải nói như cha Kim, Đại Điền. Mệt quá, tôi bình mất, rất là mệt. Tôi vừa tức cười, vừa cảm thấy thật sự thương ngài. Bụng thì đói meo, mà vẫn cố giữ mặt mày vui vẻ. Nhưng câu chuyện này lại một lần nữa cho thấy tình thương và sự quan tâm không phân biệt của ngài đối với mọi người. Muốn tất cả được hài lòng, vui vẻ, và điều này luôn đòi hỏi một sự hy sinh đến quên mình. Một sự hy sinh cao cả như tình thương hy sinh của cha mẹ dành cho con cái. Khác với kiểu hy sinh vì lợi ích riêng tư hay để được người khác khen ngợi. Và sự hy sinh thật luôn bắt đầu với những công việc tầm thường, không tên tuổi. Nhưng đó chính là nền tảng để có thể hy sinh những việc lớn hơn như ngài vẫn thường khuyên bảo. Không hy sinh nổi những việc nhỏ, con sẽ đầu hàng trước những hy sinh lớn lao. Để đáp ứng lời mời gọi chuẩn bị năm thánh 2000 của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, qua tông thư ngàn năm thứ ba, bắt đầu từ năm 1997, ngoài công việc giảng dạy, ngài còn viết nhiều sách và cổ động việc dịch thuật sách vở, giúp người Công giáo Việt Nam đào sâu tinh thần phúc âm và canh tân cuộc sống. Những sách được chọn dịch ra tiếng Việt là cuốn Vua Bedouin nước Bỉ, Âm hưởng một cuộc đời, do Đức Hồng Y Suenens, người bạn lâu năm của vị vua thánh thiện và nhân bản này viết ra. Và bộ sách Vision 2000 gồm tất cả 6 cuốn của cha Mark Linh dòng tên. Cũng trong thời gian này, ngài cho phát hành tập 1 của cuốn Cầu Nguyện Hy Vọng, gồm 90 bài suy niệm của ngài trong thời gian mất tự do. Cuốn này được in đầu tiên tại Úc vào cuối năm 1996 và phổ biến tại Mỹ năm 1997. Và nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Pháp vào tháng 8 năm 1997, ngài xuất bản cuốn Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá bằng tiếng Pháp và tiếng Ý, kể lại một phần những kinh nghiệm thiêng liêng của mình để giúp các bạn trẻ tìm gặp Chúa. Và ấn bản Việt Nam của cuốn sách này được phát hành đầu tiên năm 1998 tại Hoa Kỳ. Là người có tinh thần trách nhiệm và hợp tác, trong gần 4 năm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng về Công lý và Hòa bình, ngài luôn cố gắng chu toàn bổn phận của mình và dành ưu tiên cho công việc của hội đồng. Vì thế, rất nhiều lần, ngài phải từ chối lời mời giảng ở nhiều nơi, vì trùng với thời gian bận công việc ở Roma. Nhưng điều muốn nói là, ngay cả những lần có thể thu xếp được, ngài vẫn luôn giữ tinh thần hợp tác, vâng phục và đặt mọi sự dưới quyền quyết định của Đức Hồng Y Achigori, Chủ tịch Hội đồng. Những thư mời giảng luôn được ngài yêu cầu viết trực tiếp với Đức Hồng Y và tùy Đức Hồng Y quyết định. Điều này được tìm thấy trong lá thư mời ngài tham dự Đại hội Giáo lý tại Los Angeles của Đức Hồng Y Mahoney gửi cho Đức Hồng Y Achigori. Trong lá thư đó, Đức Hồng Y của Tổng giáo phận Los Angeles xin Đức Hồng Y Chủ tịch cho phép ngài được đến đây để giúp hướng dẫn thuyết trình trong những ngày đại hội. Bức thư đó được viết vào ngày 5 tháng 12 năm 1995 với lời mở đầu như sau. Eminence, I am writing to inquire
if it might be possible for His Excellency, the Most Reverend Francis Xavier Văn Thuận, Vice President of our Pontifical Council, to come to Los Angeles to give leadership for our annual Religious Education Congress. Và dần dần, những cộng đồng Việt Nam cũng hiểu được tinh thần hợp tác làm việc này của Ngài, nên cũng dễ thông cảm mỗi khi Ngài phải từ chối lời mời, không đến được như lòng họ mong muốn. Trong thư gửi cho Đức ông Dominic Mai Thanh Lương, nay là giám mục phụ tá ở Orange, California, Ngài có nhắc đến điểm này và trình bày một vài thao thức về các cộng đoàn Công giáo Việt Nam trong tinh thần canh tân và xây dựng. Bức thư đó được viết vào ngày 11 tháng 11 năm 1997 như sau. Kính Đức ông, tôi vừa đi Úc về đêm qua. Tôi xin ghi nhận những gì Đức ông đề nghị trong điện thư. Tôi còn mấy ý kiến. Thứ nhất, tuy còn thong thả, nhưng về sau, khi có chương trình rõ, Đức ông nên biên một thư xin phép Đức Hồng Y Etrai cho tôi sang dịp lễ đó. Mặc dù tôi trừ những ngày nghỉ của tôi, nhưng cần bồ chấp nhận tôi vắng mặt thời gian đó. Vừa rồi tôi đi Úc nhờ có Đức Tổng Giám mục Pell mời. Thứ hai, chúng ta đã hứa hẹn nhiều ở Houston cho giới trẻ. Thì kỳ này nên làm gì cho giới trẻ? Nên làm theo mẫu Pháp ở Paris vừa rồi và có chuẩn bị học hỏi, chuẩn bị tinh thần từ mấy tháng trước. Thứ ba, huấn luyện tông đồ giáo dân cần. Nhưng xét kỹ, người đi dự vẫn là người cũ. Đại dự không biết bao nhiêu khóa. Còn người mới, người trẻ, người trí thức đang làm việc trong xã hội Mỹ thì không có. Do đó, trong các cuộc lễ, không thấy hàng người này tham gia. Sẽ liên lạc sau. Thân mến, ký tên. Những thao thức này được Ngài chia sẻ không những với những người lãnh đạo tinh thần, nhưng còn trực tiếp với giới trẻ Việt Nam khắp nơi trên thế giới. Từ Paris, Strasbourg, Lỗ Đức ở Pháp, qua Hanover, München ở Đức, đến Sydney, Melbourne ở Úc, băng qua Vancouver ở Canada, cho tới Missouri, Washington, Houston, Atlanta, Louisiana, Florida, Chicago, Minneapolis, Boston, Philadelphia, San Diego, San Jose, Oakland, Los Angeles, Seattle, ở Hoa Kỳ. Đâu đâu, Ngài cũng mời gọi giới trẻ dấn thân vào các lĩnh vực xã hội, chính trị, văn hóa và kinh tế của đất nước mình đang định cư, để góp phần xây dựng công lý và hòa bình, đồng thời làm rạng danh nòi giống. Nhưng đặc biệt hơn cả, Ngài khuyến khích các bạn trẻ hãy chọn Chúa Giêsu làm vị thầy dẫn đường cho mình, một sư phụ chân chính của mọi thời đại. Và để giúp các bạn trẻ hiểu rõ và thích thú tìm đến vị sư phụ này, Ngài chia sẻ chính kinh nghiệm nghịch lý của Ngài. Tôi đã chọn Chúa Giêsu vì tôi yêu thích các khuyết điểm của Chúa. Ngài liệt kê 10 khuyết điểm của Chúa Giêsu như sau. Thứ nhất, Chúa Giêsu
kém trí nhớ. Vì khi người trộm lành xin Chúa nhớ đến tôi, lập tức Chúa quên tất cả tội ác anh ta đã làm và hứa cho anh ta vào nước thiên đàng ngay hôm đó. Không cần phải xem lại hồ sơ phạm pháp của anh ta để cân nhắc trước khi phán quyết. Rồi trong dụ ngôn người con hoang đàng, người cha quá mừng khi thấy đứa con đi bụi đời trở về. Ông không cần chờ đứa con thú tội, vội bảo gia nhân trang phục lại cho cậu ta, như thể cậu mới đi xa trở về và không có chuyện gì xảy ra. Ông thật sự quên hết lỗi lầm của đứa con. Thứ hai, Chúa Giêsu không biết làm toán. Vì trong dụ ngôn con chiên lạc, Chúa quan tâm đến con chiên này hơn 99 con khác ngoan ngoãn ở lại trong đàn. Một mà hơn 99, chắc Chúa Giêsu không biết làm toán. Thứ ba, Chúa Giêsu không sành luận lý. Vì Chúa khuyên bảo khi nào gia đình có tiệc tùng nên mời những người nghèo đói, bệnh hoạn, vô gia cư đến ăn, thay vì mời bà con láng giềng hay người giàu có, để được họ mời lại. Kiểu này thì sạt nghiệp sớm. Cũng vậy, một bà trong đèn tìm được một đồng bạc bị mất, liền dựng đầu lối xóm dậy để báo tin vui, rồi bày tiệc ăn uống tốn kém nữa. Chẳng logic chút nào cả. Thứ bốn, Chúa Giêsu không biết kinh tế tài chánh. Vì Chúa như người chủ vườn nho trả tiền công cho người đến làm từ sáng sớm hay người đến làm lúc về chiều cũng ngang nhau. Kiểu này có ngày vườn nho cũng phải bán đi để trả nợ. Thứ năm, Chúa Giêsu làm bạn với kẻ tội lỗi. Vì Chúa Giêsu giao du với người không đàng hoàng trong xã hội thời đó, như thu thuế, tội lỗi, đĩ điếm. Đó là những hạng người mà xã hội thời nào cũng muốn tránh xa vì sợ bị vạ lây. Lối sống của Chúa xem ra bất cần đời. Thứ sáu, Chúa Giêsu thích ăn uống tiệc tùng. Vì Chúa đi ngược lại tâm thức của dân chúng về vai trò của vị tôn sư, một người thánh thiện, đạo đức, phải là người trao giảng và sống tinh thần cầu nguyện, ăn chay hãm mình. Còn Chúa lại thường ăn uống với phường tội lỗi. Thứ bảy, Chúa Giêsu không giữ luật Do Thái. Vì Chúa Giêsu bất chấp những luật lệ tỉ mỉ của người Do Thái, như luật rửa tay trước khi ăn, luật giữ ngày Sa-bát. Thái độ này gây gương xấu cho nhiều người. Thứ tám, Chúa Giêsu như điên cuồng. Vì mặc dù biết chắc mình sẽ bị hãm hại ở Jerusalem, Chúa vẫn cứ khăng khăng đến đó. Ngài còn dạy phải yêu kẻ thù, làm ơn cho kẻ hại mình, dạy sống khó nghèo, đề cao những kẻ bị bắt bớ khóc than là có phúc. Rồi lại nói chuyện tầm phào, mình sẽ sống lại sau khi chết nữa. Chúa xem ra như những người bất bình thường. Thứ chín, Chúa Giêsu phiêu lưu. Vì chương trình của Chúa đề ra thật lớn, phải đi trao giảng khắp thế gian, nhưng lại chọn những người kém cỏi làm đệ tử ruột của mình, và phương tiện lại quá giới hạn thô sơ, đến nỗi lương thực, tiền bạc, gậy, bao, Chúa cũng bảo đừng mang theo nữa. Vậy thì các môn đệ lấy gì để làm việc? Quá bấp bênh. Chắc phải nói như Đức Hồng Y Căn, treo leo quá. Thứ mười, Chúa Giêsu có những lời giảng dạy xem ra mâu thuẫn. Vì Chúa giảng dạy
nhiều điều không hợp lý với cách suy nghĩ bình thường của mọi người. Chẳng hạn như phúc cho kẻ nghèo khổ, đói khát, khóc than, phúc cho kẻ bị oán ghét. Và dạy rằng, người nào muốn cứu mạng sống mình thì lại mất, và người nào liều mất mạng sống mình thì lại được cứu. Toàn là những điều chói tai, khó nghe. Rồi Ngài kết luận. Tôi mời gọi các bạn hãy chọn Chúa Giê-xu, vì tất cả những gì được xem là khuyết điểm nơi Ngài đều xuất phát do lòng yêu thương vô bờ bến của Ngài đối với chúng ta. Chính tình yêu cao vời đó đã khiến Ngài không còn nhớ đến lầm lỗi, không tính toán, không câu chấp, không thiên kiến và cũng không phê phán, nhưng điên cuồng đến độ hy sinh tất cả, kể cả mạng sống mình, để đem lại hạnh phúc thật sự cho con người, nhất là những người yếu kém, bị bỏ rơi. Chính những khuyết điểm yêu thương này đã thu hút tôi theo Ngài và đã tiếp tục hướng dẫn, ban sức mạnh cũng như niềm vui và hy vọng cho tôi trong những khi gặp nghịch cảnh. Tôi bảo đảm với các bạn, chọn Chúa Giê-xu, các bạn sẽ không bao giờ thất vọng và tâm hồn các bạn sẽ luôn tràn đầy niềm vui. Nói tóm lại, Ngài yêu mến giới trẻ một cách đặc biệt và đặt nhiều kỳ vọng ở nơi họ, vì Ngài thấy rõ tương lai của dân tộc, của thế giới và giáo hội tùy thuộc vào cách suy nghĩ và hành động của giới trẻ ngày nay. Thời đại nào, tuổi trẻ cũng luôn tràn đầy nhiệt huyết, đầy thao thức và khát vọng. Vì thế, nếu tuổi trẻ có được một lý tưởng trong sáng, chắc chắn họ sẽ dồn mọi khả năng để đẩy lý tưởng đó đến tận cùng. Nhưng điều quan trọng là tìm ra được người biết thật sự quan tâm đến giới trẻ và làm cho giới trẻ tín nhiệm nghe theo. Ngài chia sẻ. Những ngày đại hội giới trẻ tại Pháp vừa rồi càng giúp cha xác tín về vai trò quan trọng của giới trẻ trong giáo hội và thế giới ngày nay, nhưng đồng thời cũng giúp cha nhận ra những thao thức căn bản của họ. Tuổi trẻ cần có một lý tưởng, và trên hết cần những người biết thật sự yêu thương và quan tâm đến họ. Và thật cảm động, hơn 1 triệu bạn trẻ quanh Đức Thánh Cha tại Paris đã hét lên thật lớn: "Chúng tôi hạnh phúc, niềm hy vọng trong chúng tôi đã sống lại." Bởi vì Đức Thánh Cha đã cho tuổi trẻ một điểm tựa vững chắc là chính Chúa Giê-xu, đã cho họ những giá trị đích thực là các sứ điệp của Người. Và đặc biệt hơn cả, họ cảm nghiệm được Đức Thánh Cha đang tín nhiệm họ, tin rằng họ có thể sống tốt và làm cho xã hội, thế giới tốt hơn. Cha nhớ mãi lời quả quyết của Đức Thánh Cha nói với các bạn trẻ trong đêm canh thức tại Long Khem vào tối 23 tháng 8. Giáo hội tín nhiệm các bạn, giáo hội trông cậy vào các bạn, giáo hội cần đến các bạn. Và các bạn trẻ đã đáp lại một cách hứng khởi: "Đức Thánh Cha là tuổi xuân của chúng con." Cha nghĩ Đức Thánh Cha
đã đi bước đầu tiên thật vững chắc để đưa giới trẻ về với giáo hội và cho giới trẻ một hướng đi, một lý tưởng trong sáng. Chuyện cần thiết và quan trọng bây giờ là một giáo hội địa phương, một giáo xứ, cộng đoàn cần có người tiếp tục công việc này. Theo cha, người đó không nhất thiết phải có khả năng sinh hoạt với giới trẻ, vì đó chỉ là vấn đề kỹ thuật, sẽ có người chuyên môn giúp cho. Nhưng trước hết, người đó phải có tâm hồn của tuổi trẻ, biết yêu thương, quan tâm đến tuổi trẻ và mang trong mình chính những thao thức và hoài bão của Đức Thánh Cha về giáo hội và thế giới. Bằng không, nó sẽ trở thành như một câu lạc bộ hay một hội sinh viên nào đó. Lúc mới bắt đầu, ai cũng muốn ghi danh, nhưng cuối cùng chẳng còn mấy ai. Một hội đoàn muốn đứng vững cần phải có lý tưởng, biết cách nuôi dưỡng lý tưởng và cương quyết sống lý tưởng đó. Tôi thấy đôi mắt của Ngài sáng rực lên một sự quyết tâm đầy tin tưởng. Và từ từ ánh mắt Ngài dịu lại. Ngài mỉm cười và nói: Hôm nói chuyện với anh chị em Cursulista ở Orange County, cha cũng nhấn mạnh đến vấn đề nuôi dưỡng lý tưởng và sống lý tưởng này. Năm nào cũng rồn rịp mở mấy khóa Cursillo. Nhưng nhìn lại, người tích cực hoạt động cho phong trào, người sống tinh thần ngày thứ tư một cách hăng say chỉ được một số rất nhỏ, khi đa số không biết nuôi dưỡng và sống lý tưởng mình nắm được. Vì vậy mà cuộc sinh vô cũng nhiều, nhưng cuộc sinh ra cũng lắm. Cuộc sinh vô có nghĩa là sinh vô đó. Đọc chữ cờ siêu rồi theo âm Việt Nam với dòng miền Nam, chẳng khác nào nhiều cửa tiệm Việt Nam ở vùng này mới bắt đầu á, thì khi nào cũng tưng bừng khai trương, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó thì âm thầm đóng cửa. Tôi bật cười với cái kiểu chơi chữ của Ngài, nhưng trong lòng rất cảm phục vì những suy nghĩ và phân tích rõ ràng của Ngài khi nói về các hội đoàn và giới trẻ. Tôi nhớ lại những lời tâm tình Ngài chia sẻ với các bạn trẻ tại Pháp sau ngày Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 1997. Chiều nay, tôi vui sướng ở giữa các bạn để cùng nhau làm tái sinh ơn của những ngày giới trẻ quốc tế. Tôi đến với kinh nghiệm của một mục tử từ 30 năm nay, một mục tử đang phục vụ tại giáo triều Roma trong hội đồng giáo hoàng về công lý và hòa bình. Nhưng đặc biệt, tôi đến với tư cách là một người bạn, vì suốt đời tôi yêu mến giới trẻ, đã từng đi hướng đạo và làm tuyên ủy ngành tráng. Tôi muốn các bạn lập lại cử chỉ của cậu bé đưa bồ cấu trắng cho Đức Thánh Cha trong ngày khai mạc đại hội. Hãy để hai tay trên ngực như bạn đang ôm một kho tàng cao quý. Trên khán đài của cuộc đời, với một cử chỉ cương quyết và can đảm, các bạn hãy tung bồ cấu trắng bay lên trời xanh,
một cử chỉ hòa bình, một cử chỉ trong sáng, một cử chỉ quảng đại, một cử chỉ quyết tâm đi đến cùng, đến mênh mông, vì các bạn là chứng nhân của hy vọng. Tuổi trẻ rất cần được những người thật sự quan tâm đến họ, để giúp nuôi dưỡng và phát triển niềm hy vọng mà Đức Giáo Hoàng đã gieo vào lòng họ. Và cứ thế, với tinh thần cầu nguyện, phó thác mọi sự trong bàn tay yêu thương của Chúa, Ngài miệt mài phục vụ tất cả mọi người, mọi giới, ở khắp mọi nơi, với quyết tâm đem giáo hội vào thế giới, và đem thế giới về với Chúa là nguồn yêu thương. Trong thời gian gần 4 năm giữ chức vụ Phó Chủ tịch của Hội đồng Giáo Hoàng về Công lý và Hòa bình, Chúa thương cho Ngài một niềm vui thật ấm áp. Khi có dịp sum vầy bên đoàn con cái thiêng liêng trong dịp kỷ niệm 30 năm giám mục của Ngài, ngày 24 tháng 6 năm 1997, suốt cả đời mình, Ngài luôn là một người cha đúng nghĩa, luôn hy sinh, quên mình vì con cái, cầu nguyện và làm mọi sự để con cái sống trưởng thành, nhưng lại không bao giờ đòi hỏi con cái phải biết ơn. Vì thế, sự hiện diện tình nguyện của một số khá đông con cái của Ngài trong dịp đặc biệt này đã làm cho tâm hồn Ngài rộn ràng niềm vui. Những con cháu từ xa đến gồm có cha Bartolomeo Huỳnh Phan ở Melbourne, Úc, cha Michel Nguyễn Kim Thanh và em ruột là cha Phêrô Nguyễn Văn Thông ở Marseille, Pháp, cha Maurice Lâm Thái Sơn ở Sechem, Pháp và nữ tu Cathy Nguyễn Thị Hải, dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn, đang du học ở Phi Luật Tân. Ngoài ra còn có đức ông Vincenzo Trần Ngọc Thụ, cố kết, cha Phêrô Phạm Ngọc Phi đang du học tại Roma, hai nữ tu Cecilia Phạm Thị Tiến và Annette Phạm Thị Khuyên, dòng Chúa Thánh Thần, và sự hiện diện đặc biệt của đức ông Gianpaolo Crepandi, Phó Tổng Thư ký của Hội đồng Giáo Hoàng về Công lý và Hòa bình. Đức ông người Ý này tự nhận mình là con cái thiêng liêng vì cảm phục sự thánh thiện đạo đức của Ngài. Những người từ xa đến đều ở lại trong nhà của Ngài. Nhờ đó, cha con lại có dịp tâm tình, ôn lại kỷ niệm ngày trước và chọc phá nhau, như những lần gặp Ngài ở Tòa Giám mục Nha Trang, hay những dịp Ngài ra Huế gặp con cái tại nhà ôn mẹ ở Phủ Cam, hoặc tại nhà Coref ở Sài Gòn. Phòng khách biến thành phòng ngủ cho tất cả anh em. Nhà chật chội thiếu tiện nghi, nhưng tất cả đều cảm nghiệm tình thương Ngài dành cho mỗi người thật bao la, không có biên giới. Tuy nhiên, niềm vui nhẹ nhàng này không kéo dài được bao lâu. Chỉ một tháng sau đó, Ngài phải vào bệnh viện Gemelli để giải phẫu sạn thận, và sau đó phải dưỡng bệnh gần 2 tháng theo đề nghị của bác sĩ. Tất cả mọi công việc của Ngài đều phải ngưng lại. Nhưng đối với Ngài, đây không phải là thời gian nghỉ ngơi. Ngài chia sẻ: chắc Chúa thấy cha đi nhiều quá, nên bây giờ cột chân cha lại, để cha có thời giờ với Chúa nhiều hơn, và kiểm điểm những công việc mình làm một cách trung thực, dưới ánh sáng của phúc âm. Cha nghĩ Chúa muốn cha dùng thời gian thong thả đi, để cha ý thức hơn về món quà cuộc sống Chúa ban cho mình, và dâng lên Chúa những bệnh tật, đau đớn trong thân xác, để cầu cho hội thánh, cho công cuộc truyền giáo khắp nơi, cho đất nước và giáo hội Việt Nam, cũng như cho công việc của Bộ với nỗ lực cổ võ công lý
và hòa bình trên thế giới. Và như thế, trong suốt gần 2 tháng dưỡng bệnh, mỗi khi dâng thánh lễ, chầu mình thánh Chúa hay lần chuỗi chung với nhau, Ngài luôn bắt đầu với một trong những ý nguyện trên đây. Cách sống siêu nhiên này của Ngài giúp tôi nhớ lại những lời Ngài khuyên bảo trong cuốn Đường Hy Vọng. Tông đồ bằng đau khổ, không giảng giải, không hoạt động, nhưng thinh lặng tế lễ cứu bao linh hồn. Và để thúc đẩy con, mỗi lần hy sinh, hãy định rõ mục tiêu. Cứu một linh hồn, dâng cho một bệnh nhân, cầu cho hội thánh ở một địa phương đang gặp khó khăn. Tôi liên tưởng đến thời gian Ngài bị thất nghiệp, rồi liên kết với thời gian bệnh hoạn phải nghỉ ngơi bây giờ, và tự nhiên bật cười với ý nghĩ ngộ nghĩnh. Ông già ở đâu, lúc nào cũng làm việc tông đồ được. Sức mấy mà cụt chân được ông già.